Xin mời quý vị khán giả cùng đến với những diễn biến tiếp theo trong khuôn khổ ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng giải đấu APL 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là trận thi đấu cuối cùng của đội tuyển Sài Gòn Phantom và đội tuyển E-Arena. Hai đội tuyển thì một đội đã chắc chắn đi tiếp là những bóng ma Sài Thành, hạt giống số 1 của AOG đấu trường danh vọng, và một đội thì đã chắc chắn bị loại khi họ đã để thua 5 trận đấu đầu tiên của mình, đó là E-Arena. Tuy nhiên thì đây cũng là lời chia tay của E-Arena, và cũng hơn thế nữa thì đây cũng là lúc để cho Sài Gòn Phantom cũng có thêm những cái động lực để thi đấu ở trong vòng thi đấu tứ kết, đó là một chiến thắng để xua tan đi những lời chỉ trích dành cho họ. Bởi vì lúc này thì Sài Gòn Phantom đang không có một cái kết quả thi đấu được đánh giá là quá tốt ở trong đoạn vòng bảng, và họ sẽ về đích ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4. Nhưng những gì mà Sài Gòn Phantom đã thể hiện đến lúc này thì nó là hơi nhạt nhòa một chút, và vì vậy nên chúng ta hy vọng rằng là Sài Gòn Phantom có thể thể hiện được tốt hơn. Tối ngày hôm nay cũng sẽ có luôn là lịch bốc thăm của vòng tứ kết, và hy vọng rằng là Tôm trước khi mà vào bốc thăm tứ kết thì chúng ta cũng làm đẹp thêm điểm số của mình. Nếu như thắng ở trận thi đấu này thì đây sẽ là một chiến thắng cũng sẽ giúp cho đội tuyển Sài Gòn Phantom củng cố lại sự tự tin, cũng như E-Arena với việc họ đã để thua cả 5 trận thi đấu trước đó, thì việc có được một chiến thắng trước khi bước vào vòng playoff gặp những đối thủ khó khăn hơn ở những thể thức BO cao hơn cũng sẽ là một điều rất tốt đối với bên phía của những bóng ma Sài Thành. Hãy nhìn vào đội hình của E-Arena, vẫn sẽ là Bascung ở đường tạt thần Seja, nhưng ngày hôm nay thì Getzilla sẽ là người được lựa chọn ở vị trí đi rừng, Gabriel là người chơi ở khu vực đường giữa, Licky xạ thủ và Tao Z sẽ là người chơi trợ thủ trong đội hình của E-Arena. Lúc này thì các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển E-Arena vẫn sẽ bổ sung thêm Getzilla vào đường rừng thay thế cho Mupi. Có vẻ như Mupi kể từ khi mà không còn động lực để có thể đi tiếp được thì Mupi cũng khá là thất vọng, và anh ta cũng không muốn tiếp tục thi đấu nữa. Trong khi đó thì Getzilla lại cần cái cơ hội để đi ra quốc tế để cọ sát này. Thế nên bên phía của E-Arena thì thường xuyên trao cái cơ hội này dành cho Getzilla, mặc dù Getzilla được đánh ký với tư cách là một người đứa chơi đứng trên. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh ta sẽ thi đấu ở vị trí đi rừng. Đối với những người chơi trẻ tuổi như Getzilla thì có lẽ là vị trí đi rừng cũng sẽ là một vị trí mà khi chơi game trước khi đến với các giải đấu thì họ cũng sẽ khá là thuần thục về mặt kỹ năng mà thôi. Nhưng về mặt di chuyển và chiến thuật thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là E-Arena có tạo ra được một điều gì đó thú vị ở trong trận thi đấu cuối cùng của mình, như là một lời chia tay gửi đến với các khán giả của nước chủ nhà Thái Lan hay không, khi mà E-Arena thì đã bị loại về ngay ở vòng bảng rồi. Còn Sài Gòn Phantom thì lineup của họ đương nhiên cũng sẽ không có sự thay đổi gì, vẫn sẽ là Zero, Bung, Fist, Red và Khoa. Nhìn chung thì 5 con người này cũng đã khởi động cho mình hành trình ở APL 2023 một cách khá suy, khi mà họ để bị lội ngược dòng trước Hồng Kông ATU, và chính việc bị lội ngược dòng tai hại đó đã khiến cho họ không còn cơ hội để có thể leo lên top 2 nữa. Dù có thắng 2-0 ở trận thi đấu này thì họ cũng sẽ chỉ có thể có được bằng điểm và bằng hiệu số với Hồng Kông ATU mà thôi. Và khi thua đối đầu thì việc sẽ phải thi đấu ở một nhánh đấu khá khó khăn cũng sẽ là một điều mà Sài Gòn Phantom có khi cũng sẽ phải chấp nhận. Khi mà trận đấu này diễn ra xong thì vẫn có một kết quả nữa, đó là cả ba đội tuyển, đó là Flash xuất Hồng Kông ATU và Sài Gòn Phantom đều sẽ bằng điểm bằng đối đầu, và cũng sẽ có được cho mình những cái chỉ số phụ khác để tính toán. Và ở trong cái chỉ số phụ đó thì có vẻ như Sài Gòn Phantom vẫn đang hơi thua thiệt khi mà chúng ta lấy được ít mạng hạ gục hơn so với lại cả Hồng Kông ATU. Đây là player to watch đến từ bên phía E-Arena, và đó là Licky. Licky đang có được cho mình một mùa giải tôi nghĩ rằng là không quá thành công đến thời điểm hiện tại, và Licky sẽ cần phải bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm nữa cho lần thi đấu quốc tế tiếp theo. Còn đây là Red, player to watch đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Red đến lúc này vẫn thể hiện ở mức độ tròn vai, chưa phải là một người chơi quá nổi bật, nhưng cũng không phải là một người chơi có quá nhiều những pha xử lý lỗi. Nhưng Red cũng sẽ cần phải thi đấu hay hơn, bởi chúng ta kỳ vọng vào Red cũng như Sài Gòn Phantom rất nhiều. Bởi vì trước khi đến với giải đấu quốc tế lần này thì Red cũng đã có cho mình được danh hiệu FMVP đầu tiên ở trong sự nghiệp sau chức vô địch cùng Sài Gòn Phantom ở đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2023. Và đương nhiên là khi nhìn vào FMVP của một giải đấu thì các đối thủ ở trên đấu trường quốc tế họ cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nghiên cứu nhiều hơn về vị trí của Red, cũng như là chăm sóc cho Red một cách bài bản và kỹ lưỡng hơn. Và vì thế mà xạ thủ của Sài Gòn Phantom sẽ cần thêm nhiều những màn trình diễn đẳng cấp nữa, bởi vì rõ ràng là với một đội tuyển đặt mục tiêu cao là sẽ lọt vào thật sâu, có thể là nằm trong top 4 hoặc thậm chí là hướng tới ngôi vị vô địch như là đội tuyển Sài Gòn Phantom, thì việc một vị trí quan trọng như vị trí xạ thủ tỏa sáng là điều hoàn toàn cần thiết. Ở trong trận thi đấu này thì Red đối mặt với Licky. Đúng là Licky ở trong APL 2023 cũng không có gì khác so với Licky của APL 2022 cả. Thậm chí là khi đổi màu áo thì anh ta không có được những người đồng đội tốt như kiểu là Nunu ở trong màu áo của Buriram để dẫn dắt mình đi sâu. Và Licky sẽ phải nói lời chia tay với giải đấu quốc tế này sớm hơn rất nhiều. Anh ta cũng thua trực diện trước The War ở trong trận đấu giữa hai cựu xạ thủ của Buriram tại vòng bảng
Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Licky có khả năng chứng minh mình trước các khán giả của Liên Quân Mobile quốc tế. Và ở trong ván thi đấu đầu tiên của trận đấu BO3 thì E-Arena họ lựa chọn bên phía phần sân màu xanh. Các bạn khán giả có lẽ cũng có thể hoàn toàn tự tin để đặt xu vào Sài Gòn Phantom. Tất nhiên đây tôi cũng không phải là một người gọi là chắc chắn được về cái kết quả, nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là sau cú lừa của Vgaming ngày hôm qua thì có lẽ ngày hôm nay thì Sài Gòn Phantom khả năng cao vẫn sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta thôi. Đối thủ của Sài Gòn Phantom là E-Arena, một đội tuyển đã hết quyền đi tiếp. Trong khi đó thì Sài Gòn Phantom cũng là một đội tuyển mạnh, và nếu như chỉ cần đánh bằng mặt kỹ năng thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom cũng đã có thể ăn được E-Arena rồi. Thế nên có lẽ đặt xu cho Sài Gòn Phantom sẽ là quyết định có lẽ là sáng suốt hơn. Tất nhiên thì mọi biến số đều có thể xảy ra. Buriram cũng đã giành chiến thắng được trước Vgaming, vì vậy nên E-Arena cũng vẫn có thể làm được điều tương tự trước Sài Gòn Phantom. Thế nên mặc dù là khuyên các bạn như vậy nhưng mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thể chịu trách nhiệm được. Tôi nghĩ rằng là tỷ lệ cũng sẽ khá cao. Tuy nhiên đúng là ở trong thể thao thì không có một cái gì là chắc chắn 100% cả. Ngay kể cả những phần trăm rất thấp thì cũng đều đã có thể trở thành hiện thực ở những trận thi đấu khác rồi. Ngày hôm qua thì cũng rất ít người nghĩ rằng là ở một phong độ thấp như kiểu của Buriram Esports mà họ có thể đả bại được một đội tuyển đang toàn thắng như là Vgaming. Nhưng cuối cùng thì họ thắng 2-0 và cũng lấy đi khá nhiều xu của các khán giả đặt niềm tin vào Vgaming ở trong ngày hôm qua. Hôm qua cháy túi nhiều ấy nhỉ? Cũng cháy nhiều đấy, tôi nghĩ là cháy nhiều, bởi vì rõ ràng là khi mà một đối thủ như là Buriram Esports cũng không quá yếu thì tỷ lệ để giành chiến thắng của Vgaming nó cũng không phải quá thấp. Nên với một phong độ cao thì chắc là cũng sẽ rất nhiều người đặt niềm tin. Nhưng thể thao nó là như vậy mà, đôi khi những tỷ lệ thấp nó vẫn có thể xảy ra. Thôi bây giờ tôi cũng nhờ các bạn khán giả trên kênh chat, những bạn khán giả ngày hôm qua đã cháy túi thì các bạn có thể giơ tay được không ạ? Chứ còn tôi nghĩ rằng ngày hôm qua cháy túi, tỷ lệ cháy túi là rất cao đấy. Không ai nghĩ rằng là Vgaming ngày hôm qua sẽ thua được trước Buriram đang chỉ có một trận thắng đâu. Và có lẽ các bạn khán giả cũng hầu hết là như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến cấm chọn của E-Arena và Sài Gòn Phantom. Elsu là sự lựa chọn đầu tiên đến từ E-Arena. Sau đó thì họ lựa chọn vào Aoi và sau đó là Florentino để đối đầu với Skirt. Những sự lựa chọn đầu tiên của E-Arena là khá ổn. Họ đang muốn chơi chủ động ở cả hai phần đường ở trong ván thi đấu này, với những sự lựa chọn là Elsu cùng với Florentino, cộng thêm vào đó là một Aoi ở vị trí đi rừng mà Bâng cũng rất thích chơi ở tại giải đấu lần này. Bên phía Sài Gòn Phantom thì họ cấm đi Roy và Aya để đảm bảo chắc chắn rằng E-Arena không thể có những bài đặc thù, nhưng điều đó cũng sẽ giúp cho E-Arena có những con bài mạnh ở trong meta. Nhưng không sao, khi mà Sài Gòn Phantom họ cũng đã lấy được những phương án counter như kiểu là XG cũng sẽ khiến cho Elsu gặp phải khó khăn, và Zuka cũng đang là một con bài có tỷ lệ thắng cao cũng như là được các đội tuyển lựa chọn rất nhiều khi đối mặt với Aoi ở phía bên kia chiến tuyến. Chỉ có Florentino sẽ khiến cho Skirt của Zero gặp rất nhiều khó khăn nếu như bên phía Sài Gòn Phantom không đổi đường. Nên tôi nghĩ rằng là cũng có thể là họ sẽ tính toán đến việc lựa chọn một xạ thủ có thể đi tốt với Florentino và đổi đường để cho Skirt đi với Elsu thì cũng hoàn toàn là ok. Và như vậy là bên phía của Sài Gòn Phantom cũng đã có được 3 sự lựa chọn đầu tiên rồi. Thật ra thì Vgaming cũng đã từng sử dụng Zuka và Skirt để đối đầu với Florentino, và cách đối đầu của họ vẫn là để cho Zuka đi rừng. Trong bối cảnh đó thì Zuka sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đường trên, và đó cũng là một cái cách để cho chúng ta có thể khắc chế được Florentino. Như thế thì Skirt sẽ phải thi đấu tương đối là cẩn thận một chút. Có lẽ là những cái tình huống thi đấu đầu tiên khi Flo chưa có cấp độ 4 thì Skirt còn có thể chặn lính được. Còn nếu như mà sau khi mà Flo đã đặc biệt là có cấp độ 2 và sau đó là cấp độ 4 thì chắc là thôi, chúng ta sẽ nhường cho Flo đi trước và đợi Zuka để có thể hỗ trợ và thậm chí là có thể đổi đường. Nếu như mà chúng ta lựa chọn thêm Van Hên thì hoàn toàn không cần phải lựa chọn Skirt ở vị trí đi rừng. Thay vào đó chúng ta sẽ đổi đường cho Van Hên làm sao để đối đầu được với Florentino. Thì Skirt tôi nghĩ rằng là đối đầu tương đối đơn giản với lại cả Elsu ở trong đoạn đầu của trận đấu. Chính xác là như vậy, và Van Hên đối mặt với Florentino ở trong giai đoạn đầu thì chúng ta cũng có thể hình dung ra một viễn cảnh đầy khổ sở đến từ một tay kiếm hào hoa. Rõ ràng là kiếm nhưng mà đấu với súng thì phải ôm trụ là đúng rồi. Nhưng bên phía Sài Gòn Phantom thì chưa lấy từ đã. Van Hên, mà trước đó thì họ sẽ bổ sung Thên, bởi vì Thên là một vị tướng có khả năng nằm trong tầm tranh chấp. Nếu như bên phía Sài Gòn Phantom mà không lấy luôn thì rất có thể là E-Arena họ cũng sẽ chớp lấy, khi mà Thên phối hợp cùng với Elsu cũng là rất nét. Trong khi đó thì Thên lại có khả năng đẩy thậm chí là Aoi rất là tốt. Nếu như Aoi băng vào và không long diệt ra ngay thì Aoi hoàn toàn có thể rơi vào vòng nguy hiểm. Thực tế thì Aoi là một cái chất tướng cực kỳ mạnh, đặc biệt là trong đánh rank. Khi mà các bạn
có thể đu rất là hiệu quả cùng với cái sự cơ động của Aoi và cái sự bao map của Aoi thì có thể gây ra rất là nhiều những khó khăn. Nhưng mà khi mà Aoi gặp phải những cái hiệu ứng khống chế liên tục thì cũng gặp rất nhiều nguy hiểm và ngay lập tức là phải long xiệt ra ngay, và đó cũng là một cái cách để có thể hạn chế được sức mạnh đến từ Aoi. Đội bạn lấy Lumbua, Lumbua đang quay trở lại dần ở trong một kèo thi đấu BO3 và trong một kèo thi đấu BO5 thì tôi nghĩ rằng Lumbua sẽ quay trở lại hẳn, đặc biệt là trong một kèo thi đấu BO7 thì việc mà Lumbua được phép xuất hiện nhiều cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Zata là chiếc tướng cuối cùng được lấy đến từ bên phía E-Arena. Đây đã là một vị tướng mà Gabriel chơi khá nhiều trong mùa giải này rồi, và thêm một lượt trận nữa thì Zata được phép xuất hiện trong tay của Gabriel. Chúng ta vẫn lấy Van Hên, chỉ có đơn giản là chúng ta tranh chấp thêm trước so với Van Hên mà thôi. Van Hên sẽ là sự lựa chọn mà bên phía Sài Gòn Phantom muốn hướng tới ở trong ván thi đấu này. Nếu như là đổi đường và để cho một xạ thủ đi với Florentino thì Van Hên và Hayate có lẽ sẽ là những sự lựa chọn lý tưởng nhất. Nhưng Sài Gòn Phantom thì họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những bài đánh liên quan đến Van Hên tại hành trình của vòng bảng lần này, khi mà chúng ta thấy rằng là tỷ lệ số ván đấu Red lựa chọn Van Hên cũng là rất cao. Red cũng hay hướng lên lối lên trang bị kèm theo thương xuyên phá trong giai đoạn đầu để lấy trụ nhanh nhất có thể với khả năng đục trụ của Van Hên ở trong giai đoạn sớm của meta này. Và rất có thể đó cũng sẽ là chiến thuật mà Sài Gòn Phantom muốn sử dụng để đối đầu với E-Arena trong ván thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Như vậy là cả hai bên có lẽ trận đấu này đều cần phải lên cho mình cái sách truy hồn, bởi vì cả hai bên đều có khả năng hồi phục tương đối tốt. Với bên phía của E-Arena đó là Florentino và đó là một phần nào đó là Aoi. Trong khi đó bên kia thì Skurt hồi máu tốt, Thane hồi máu cũng cực kỳ tốt. Thế nên là có lẽ là cả hai người trên đường giữa đều sẽ phải hơi hy sinh ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên thì tùy fit thôi. Nếu như mà fit tin tưởng vào việc là thôi thì Florentino nó mà có chiêu cuối thì thôi bỏ qua, thì fit hoàn toàn vẫn có thể lên cho mình một lối lên full dam để uy hiếp thẳng vào đối phương, đó là Elsu. Tuy nhiên thì lối lên trang bị đó sẽ tương đối nguy hiểm nếu như mà Florentino chiến đấu thi đấu tốt được ở trong trận đấu này, bởi vì anh ta có khá nhiều người để có thể tung hoa. Đó có thể là vị trí của Skurt, đó có thể là vị trí của Thane, và thậm chí là kể cả là vị trí của Van Hên. Thì nếu như mà Florentino tung hoa được thì tôi nghĩ rằng là Van Hên cũng sẽ gặp nguy hiểm, và Fizz cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như dính phải cú long trời lở đất đến từ vị trí của Lumbua, bởi vì bị hất tung lên bởi long trời lở đất thì ngay lập tức sẽ là thiên dực, sẽ là Aoi đu vào, và với một vị tướng như Iggy thì không có nhiều thời gian để có thể thoát đi được khỏi những tình huống bị quay như vậy. Và Fizz sẽ cần phải lưu ý vị trí của mình cũng như là nhận được thêm sự hỗ trợ đến từ Thane nằm trong tay của Khoa để giữ được một vị trí tốt, tạo ra sát thương cấu rỉa với tầm xa của Iggy và né được những đợt ganh đến từ bên phía của E-Arena, bởi vì với một đội hình có độ cơ động cao thì E-Arena chắc chắn là cũng sẽ rất muốn có những tình huống tạt cánh để có thể bắt được Iggy ở khu vực trung tuyến. Đây là một trận đấu được diễn ra một khung giờ tương đối sớm, và vì vậy nên là tôi cũng nhìn thấy những cú ngáp đến từ các tuyển thủ, và có thể nói rằng là các tuyển thủ ở trong những cái khung giờ như thế này thì thường là họ vẫn sẽ là một cái khung giờ mà chưa phải là thích hợp hẳn cho cái việc chơi game. Thường thì với những game thủ thì chúng ta sẽ thi đấu nhiều vào buổi tối cũng như là vào buổi đêm, thời gian mà chúng ta tỉnh táo nhất lại là cái khung giờ đó. Và thực tế thì cũng đã có những cái rất nhiều những cái ván thi đấu bay của Sài Gòn Phantom ở trong cái khung giờ đêm như vậy. Trong khi đó thì ở khung giờ này là khung giờ khoảng 2:30 chiều, mặc dù trận đấu đã bị delay lại khoảng đâu đó khoảng 40 phút bởi vì trận đấu đầu tiên diễn ra quá lâu, nhưng với Sài Gòn Phantom thì tôi nghĩ rằng là một cái khoảng thời gian nghỉ như thế nó cũng là tương đối ngắn. Nhưng mà khi đối đầu với một E-Arena đang có một phong độ tương đối là phập phù và cũng không cao thì có lẽ Sài Gòn Phantom vẫn sẽ có được cho mình những cái ưu thế nhất định về mặt kỹ năng thôi. Đúng là như vậy, và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện về việc mà thi đấu vào giờ trưa ảnh hưởng đến hiệu suất của các tuyển thủ thì nó là một câu chuyện bên lề mà chúng ta nhắc đến, bởi vì có thể là điều đó cũng gây ảnh hưởng thật, nhưng về khía cạnh khách quan thì điều đó là điều mà các tuyển thủ phải làm quen và chấp nhận, bởi vì họ là những người chơi game chuyên nghiệp và không thể đổ tại những lý do là giờ thi đấu của ban tổ chức ảnh hưởng đến phong độ của mình được. Nên bên phía của cả hai đội tuyển cũng sẽ cần phải thi đấu tốt ở trong ván thi đấu này để hoàn thành những mục tiêu của mình. Với Sài Gòn Phantom thì đó cũng sẽ tấn công luôn, là một chiến thắng để nâng cao tinh thần. Còn đối với E-Arena thì họ cũng muốn có một lời chào trân trọng nhất đến với các khán giả trong giải đấu mà họ bị loại ngay ở vòng bảng trên sân nhà. Chúng ta tấn công nhưng không có người đi rừng, vì vậy cần phải có che chắn sát thương, và có vẻ như là bên phía Sài Gòn Phantom đang rất cố gắng để che chắn sát thương. Đối phương chắc cũng biết là chúng ta cướp rừng rồi khi mà không thấy chúng ta ra lên. Và ngay lập tức chúng ta có được con bùa xanh của đội bạn. Trong khi đó thì con bùa xanh cũng đã được giải quyết đến từ Lai Bâng. Như vậy thì khả năng cao chúng ta sẽ lãi bùa ở trong tuần thi đấu đầu tiên.
Mặc dù vậy thì Van Hên có lẽ sẽ phải mất đi 1-2 con lính ở trong tình huống thi đấu đầu tiên của mình. Fit đang muốn uy hiếp vào Tao Z và Fit uy hiếp thành công được ở trong tình huống thi đấu đầu tiên. Thêm vào đó nữa là con cua được mang lại đến từ vị trí của Khoa. Như vậy là chúng ta đang lợi rất nhiều mục tiêu ở trong pha thi đấu đầu tiên. Đội bạn phải đổi đường theo và vì vậy nên đội bạn đang phải đi sau. Khi mà chúng ta đưa Van Hên lên đường trên thì đội bạn cũng phải đưa Elsu ngược trở lại đường trên và vì vậy nên đội bạn mất khá nhiều thời gian. Và bây giờ thì ngay kể cả Elsu nếu như đi một mình thì Red cũng đang bắn rất đau lên người của Licky rồi. Một tình huống giữ vị trí không tốt chút nào của Licky và cái giá phải trả đó là điểm chiến công đầu của Khoa. Một tình huống mà Sài Gòn Phantom tấn công với 3 nhịp, nhịp đầu đến từ Red, Fist tiếp ứng và Khoa là người dứt điểm. Và điểm chiến công đầu đã đến ở cánh chủ động của Sài Gòn Phantom trong giai đoạn đầu. Một pha thi đấu rất tốt đến từ vị trí của SGP Khoa khi mà đó là một cú tốc biến đầy không có điểm chết nào cả đến từ người chơi trợ thủ của Sài Gòn Phantom. Lợi thế là khoảng 700 tiền, thậm chí là 900 tiền ngay lập tức được thiết lập đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Họ sẽ tiến xuống hang rồng. Có lẽ là khi có lợi thế như thế này thì chúng ta không thể bỏ qua con rồng được ở trong những phút thi đấu đầu tiên. Đúng là một con rồng sẽ khá đẹp với hướng di chuyển của bên phía Sài Gòn Phantom và E-Arena họ cũng quyết định bỏ thôi. Cánh này chỉ có một mình Florentino nên thậm chí là Floor nằm trong tay của Bascung còn không di chuyển ra để nhìn ngó gì một chút nào về vị trí của con rồng luôn, mà anh ta sẽ đứng ở hang bùa đỏ để có thể phòng ngự tơn bùa tiếp theo dành cho người đồng đội Godzilla của mình. Các bạn có thể thấy là ngay sau khi trúng một hiệu ứng của Van Hên thôi thì đã là khó khăn đến như nào. Nhưng đây là tình huống tung hoa múa đến từ bây giờ Florentino. Red gần như không có một cái cửa bật nào cả ở trong ván đấu vừa rồi. Đó là Florentino và chúng ta đã nói về việc Florentino có thể đánh tốt được đến như thế nào ở trong một pha thi đấu mà anh ta tìm thấy được mục tiêu của đối phương, dù đó có là Van Hên. Và phải nói rằng là một pha đổi đường đến từ Sài Gòn Phantom đã bị thất thế hoàn toàn đến từ cú múa hoa của Florentino. Trong khi đó thì Zero đã giúp cho Bâng dễ dàng giải quyết được con bùa xanh này, có lẽ là như vậy. Một tình huống rất tự tin đến từ bên phía của Bascung khi mà Sài Gòn Phantom mãi thì họ mới tìm thấy được khu vực đi đường yêu thích của mình với việc luân chuyển Van Hên xuống. Thì ngay lập tức Bascung đã gửi lời chào đến Red bằng những nhịp hoa không dứt. Và đó là những nhịp hoa đủ ghê gớm để đem về những điểm hạ gục và lấy lợi thế dành cho E-Arena. Bây giờ thì Skirt đi với Florentino chắc chỉ có chạy thôi. Khi mà đối thủ múa dính như thế này thì Zero chỉ cần lên cao một tí thôi thì đường về sẽ là rất xa xăm. Bascung cũng đang có những nhịp múa có thể nói rằng là rất điêu luyện với con Florentino này. Nhịp múa gần như không dứt đến từ vị trí của Bascung cho đến khi anh ta từ bỏ mà thôi. Đây là Licky và Red sẽ đổi đường và gặp nhau ở đường rồng. Ở trong pha thi đấu này thì Red đang gặp nguy hiểm. Red sẽ mất đi tốc biến từ trước đó rồi và Red không có một cơ hội nào để thoát lui đi được ở trong một tình huống thi đấu như vậy cả. Những pha thi đấu tấn công liên tục của Irina đều là hiệu quả. Bộ ba Aoi, Zata và cả Lumbua nữa, bộ ba ở khu trung tuyến của E-Arena đã có liên tiếp hai tình huống ganh thành công xuống khu vực đường rồng. Và hệ quả của nó là Red đã phải nằm lại hai lần. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điều kiện thắng của bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom khi mà Van Hên đang không khỏe như dự tính của họ, mà lại đang thậm chí là một trong số những vị tướng ít tiền nhất ở trên bản đồ sau hai lần bị ganh liên tiếp. Zero nhồi một nhịp đam vào vị trí của Bascung, nhưng sau nhịp đó thì Zero không còn gì để chơi nữa và chỉ với nửa cây thôi thì Bascung cũng khá tự tin để tiến lên cao. Và Zata thì cũng đang mấp mé ở bờ sông có dấu hiệu muốn ganh lên Skirt, nhưng có lẽ là Zata ganh vào Skirt thì cũng sẽ khó nên quyết định của Gabriel sẽ là đứng lại ở khu vực đường giữa. Và như vậy là hai lần nằm lại liên tiếp đến từ vị trí của Red ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Hỏa bạo vừa rồi thì Licky vừa né được thì anh ta lại đi ngược lại vào hỏa bạo và anh ta cũng đã trúng cái cú hỏa bạo vừa rồi, cú bắn đến từ Licky. Cú bắn vừa rồi để farm lính, sau đó thì anh ta sử dụng chiêu cuối để né đi hỏa bạo đến từ Fit và chúng ta vẫn sẽ ép trụ rồng. Mặc dù là Van Hên bị yếu đi nhưng có vẻ như Sài Gòn Tôm không từ bỏ cái vai trò là ép đường rồng ở trong trận thi đấu này. Tuy nhiên thì đối phương giải quyết bằng hai cú viễn chi kích là khá tốt. Đúng là như vậy, hai viên viện chi kích của Licky đã khiến cho đám lính bay đi rất nhanh. Và bây giờ thì sàn Phantom đang cố gắng đổi đường liên tục để tạo ra thế Van Hên đi cùng với Florentino. Đây là một pha thi đấu mà Godzilla muốn combo, nhưng Khoa cũng cho thấy khả năng chơi thêm của mình là rất điêu luyện để có thể khiến cho người đi rừng của đối phương mất hơn nửa cây. Một cú đấm tốt đến từ Zero, vẫn còn tốc biến đến từ Zero nhưng không có đồng đội nào để đến ganh vào vị trí của Licky cả. Trong khi đó thì chúng ta lại tiếp tục đổi đường. Sài Gòn Phantom quyết tâm không được đi đường thua ở trong trận thi đấu này. Nếu như để cho Skirt đi với Florentino thì Skirt không được chơi game và vì vậy nên là Sài Gòn Phantom đổi đường liên tục ở trong những tình huống thi đấu vừa qua. Van Hên có được cho mình con Caesar ở trong pha thi đấu vừa rồi nhưng đối phương cũng có rồng. Lúc này thì tiền là cân và Bâng đang phải xuất hiện ở đường nhiều hơn để khiến cho Florentino không thể tung hoa một cách dễ dàng được. Đúng là như vậy, Bâng cũng đã có cấp độ 9 và đang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn sau một quãng thời gian đầu tiên khi mà Godzilla là người đã hoạt động hiệu quả hơn với hai lần đi ganh liên tiếp.
thì Bâng cũng đã phải xuất hiện để có thể giảm tải áp lực dành cho những người đồng đội của mình, cũng như là phần nào đó đem lại một thế trận tươi sáng hơn dành cho Sài Gòn Phantom. Về mặt trận kiểm soát thì mặc dù có Luyện Kim đến từ vị trí của Licky và El Su cũng thăng cánh ở trong một giai đoạn, tuy nhiên thì lượng tiền tổng của E-Arena cũng chưa thể vượt trội hơn so với Sài Gòn Phantom, thậm chí là họ còn thấp hơn một vài trăm tiền nữa. Bởi vì Aoi của Godzilla đã bị uy hiếp ở những con bùa đầu tiên và không thể ăn được những con bùa đầu tiên của mình, Licky lại xuất hiện ở đây để đối đầu với Red. Và đây là tình huống thi đấu mà Licky đang bị uy hiếp, nhưng Licky giải quyết lính là khá nhanh, sau đó anh ta lùi về. Với một nhịp xử lý tốt như vừa rồi thì anh ta cũng sẽ không mất đi một chút tài nguyên nào cả. Còn đây là Khoa, uy hiếp rất sâu vào phần rừng đến từ vị trí của Godzilla, đẩy con bùa ra nhưng Khoa đẩy trượt mất rồi. Trong khi đó thì thiên dực được bay lên đến từ vị trí của Gabriel, tốc biến lùi về, Khoa lao theo nhưng Khoa không thể tốc biến đuổi theo trong tình huống thi đấu vừa rồi bởi vì quá nguy hiểm. Thế nên mọi thứ dừng lại ở trao đổi chiêu thức mà thôi. Bâng cũng đã dụ Gabriel bay được vào khá sâu, tuy nhiên thì Gabriel cũng đã đề phòng, anh ta cũng đã để lại một khoảng cách cũng như là cái tốc biến của mình để đảm bảo an toàn. Red tiến lên cao đẩy trụ một vòng đu đến từ Godzilla để giải tỏa áp lực mà thôi, sẽ là lùi đến từ vị trí của Red, nhưng Bascung lại đổi ngược lại đường, và khi Zero nhìn thấy Bascung thì lại né thôi, rõ ràng là phải né rồi. Hai bên đang tích cực đổi đường với nhau liên tục để có thể có được cho mình một kèo thơm. Thì hai bên đều muốn đổi đường, và vì vậy thế nên là thế đổi đường này sẽ khiến cho bên nào là bên chủ động hơn ở trong những tình huống thi đấu của mình sẽ là bên giành được chiến thắng ở trong cái quá trình đi đường thôi. Tất nhiên là lúc này thì tỷ số vẫn là hòa khi mà Sài Gòn Phantom thua mạng, nhưng lại có được cho mình một thế farm tốt hơn trong đoạn đầu trận. Đối phương băng trụ trong tình huống thi đấu này, những nhịp múa hoa liên tục đến từ Bascung, sau đó thiên dực được bay lên, Zero bỏ chạy nhưng Zero chạy không được, Bâng không thể đỡ đam cho đồng đội trong pha thi đấu vừa rồi. Và ngay lập tức là chúng ta mất đi điểm hạng mục thứ tư đến từ ví dụ Zero khi mà Florentino vẫn đang rất khỏe. Đúng là như vậy, Florentino của Bascung đã đóng góp vào 2 trên 4 điểm hạng mục của E-Arena tính đến thời điểm này, cùng với những nhịp hoa là vô cùng chất lượng. Và khi mà Sài Gòn Phantom không được đổi được đường như mình mong đợi thì họ đang gặp phải một thế khá khó khăn trong giai đoạn đi đường. Bên phía E-Arena là đội tuyển mở được trụ trước, mặc dù họ cũng mất đi khá nhiều thời gian. Còn Red thì lại đang phải ôm trụ ở khu vực nửa trên khi phải đi cánh với El Su và Lumbua. Trong khi đó thì ở đường dưới thực sự thì Zero bây giờ đang khó chơi quá. Zero có lẽ cần phải chờ đợi giai đoạn sau của trận đấu thôi. Sài Gòn Phantom sử dụng lối đánh đổi đường chứ không phải là Zuka uy hiếp và floor. Và Zuka của Bâng vẫn đang đi farm gần như là tự do chứ không phải là uy hiếp nhiều vào đường trên của đối phương. Chính vì vậy nên Skirt bây giờ có lẽ là phải ôm trụ thôi. Nếu chúng ta cứ đi theo về việc đổi đường mãi thì nó cũng không phải là một phương án hay khi chúng ta mất trụ rồi. Và vì vậy nên Sài Gòn Phantom quyết định là thôi giữ nguyên đường đấu này. Và Fizz thì cũng đang phải lên băng nhẫn Scuddy là món trang bị lớn thứ hai sau cái mặt nạ Berit. Việc lên băng nhẫn như thế này sẽ khiến cho sát thương của Iggy bị giảm đi tương đối ở trong giai đoạn giữa trận. Và điều đó cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng đến những tình huống thả hỏa bạo vào tuyến sau của đối phương. Nhưng đây là pha thi đấu mà Fizz đã né chiêu tốt để tạo tiền đề cho pha phản công của ba thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Họ làm gỏi Godzilla. Và đó là một pha thi đấu mà Bâng cũng đã đoán biết được tình huống long diệt của đối phương là cực tốt ở trong pha nhảy trầm trọng lực vừa rồi. Ở đường trên thì Red vẫn chưa thể lấy được cái trụ đường trên này, vẫn là quá lì đòn đến từ bộ đôi đó là Tao Z và El Su của Licky. Thậm chí là Tao Z còn lên cho mình phù chú trường sinh luôn để anh ta ở lại chứ không phải là đi về ở trong tình huống thi đấu này. Tao Z muốn ở lại, tuy nhiên thì cái thế ở khu vực nửa trên có lẽ là nghiêng về bên phía của những bóng ma Sài Thành rồi. Và đây là cái trụ sau cùng Red cũng đã lấy được sau rất nhiều những tâm huyết, thì phải mất đến 9 phút Sài Gòn Phantom cũng mới mở được cái trụ đầu tiên của bên phía đối phương. Nhưng ngay sau đó sẽ là một con Seiza đang được kiểm soát sớm bởi Bâng và Red, tốc độ ăn là rất nhanh. Còn ở chiều ngược lại thì rồng chưa được triển khai đến từ bên phía của E-Arena. E-Arena đã thua chúng ta khoảng 1.800 tiền rồi sau khi mà chúng ta mở được cái trụ ở đường trên cũng như là lấy được điểm hạng mục của Godzilla. Thì chúng ta cũng đã có lợi thế rõ rệt về mặt lượng tiền rồi. Tuy nhiên thì lợi thế này nó cũng chưa phải là quá lớn ở phút thi đấu thứ 9. Nó vẫn chỉ là một lợi tiền cơ bản thôi. Iggy, một tình huống thi đấu mà Iggy cũng đã lấy được chiêu cuối của Florentino. Fit biết điều đó, và khi mà Fit đã biết là đối phương mất chiêu cuối rồi, Fit cứ thả bom liên tục vào đầu của đối phương và thậm chí là bắt đối phương phải đi về. Thậm chí là mặt nạ Bandit cũng đốt luôn cái cục máu đến từ vị trí của Bascung. Và Bascung sẽ chỉ còn một nửa lượng máu cùng với không có chiêu cuối. Thì Fizz sẽ uy hiếp vào anh ta và khiến cho anh ta phải thủ ở trong pha thiếu này. Và thậm chí là không chỉ có một mình Fizz, khi mà Fizz cũng đang bắt đầu gọi thêm những người anh em của mình xuống để có thể tấn công vào cái trụ 1 ở khu vực đường dưới của đối phương một cách hiệu quả hơn rồi. Con rồng cũng đang ở ngay trước mặt của Bâng. Nhưng vừa ăn xe ra xong thì tội gì mà phải ăn rồng sớm đến như vậy. Tấn công vào vị trí của Bascung sẽ là ưu tiên nhiều hơn. Nhưng lấy được trụ thì Sài Gòn Phantom cũng hài lòng. Họ sẽ lùi về để tránh một pha va chạm với đối thủ khi mà bên phía E-Arena cũng đã bắt đầu gọi người xuống đây rồi. Ôi, tốc biến lên nhưng không đẩy được Gabriel đến từ Khoa. Long trời lở đất thất tung hai người tuyến sau khá đẹp của Tao Z, nhưng E-Arena cũng không vồ vập vào tình huống giao tranh đó. Một cú đẩy khá đáng tiếc đến từ vị trí của Khoa, và sau đó là một cú bắn tốt đến từ Licky. Licky bắn cho Red mất đi khoảng một nửa cây máu trong tình huống thiếu vừa rồi.
Và bây giờ thì đối phương cũng đã có thêm một món trang bị tốt nữa, đó là giáp thống khổ trên người của Baskung. Nhưng đây là pha giao tranh và đội bạn lợi người hơn. Chúng ta liệu có dám tranh chấp ở trong pha thiếu này không? Chúng ta dám tranh chấp. Tranh chấp không phải là quá quyết liệt nhưng đủ để cho đối phương phải từ bỏ. Đúng là bên phía của Yarena đã phải từ bỏ con rồng này sau khi khởi động máu nó còn được một nửa. Và khi mà long trời lở đất này trượt thì có lẽ là họ bỏ luôn anh chàng đây. Không, họ vẫn muốn mở giao tranh với tình huống băng vào đến từ Florentino và đang là những nhịp hoa đến từ vị trí Baskung. Nhưng Khoa đủ cứng và bâng quay ngược trở lại trả sát thương khiến cho quả cầu băng sức phải bị mất đi đến từ Florentino. Và Zero cũng đã có thể hạ gục được Florentino một lần ở trong game thi đấu này. Và hơn thế nữa thì chúng ta đã cướp được con rồng vừa rồi trong tay của Bâng. Bâng đã trừng trị được con rồng vừa rồi và con rồng đó sẽ mang lại một lượng tài nguyên lớn cùng với lại cả một ngưỡng sức mạnh tốt hơn dành cho bên phía Giang Tôm trong ít phút sắp tới. Sẽ là tình huống ép trụ của chúng ta. Zata bay lên rời, một tình huống thiên dực là khá tốt nhưng không đủ sát thương. Gabriel bị chia sát thương trong tình huống thi đấu vừa rồi và anh ta phải lui về. Trong khi đó thì Bâng vẫn đang đẩy lẻ ở một cánh. Chúng ta đang làm cho đội bạn bị rối loạn về mặt đội hình được ở trong ít phút vừa qua. Đến giai đoạn giữa trận thì Sài Gòn Phantom đang thể hiện được đẳng cấp cửa trên so với bên phía của Yarena. Khi mà liên tiếp là những tình huống dẫn dắt về mặt thế trận, họ đã sở hữu được đầy đủ cả hai bùa. Và trong những tình huống bay lên đến từ Gabriel gần nhất thì Gabriel cũng đã không thể dễ dàng có được những điểm hạ gục nữa rồi. Khi mà Fizz cũng đã có được một lượng sát thương che chắn đến từ những người đồng đội của mình. Godzilla vẫn đang muốn hoạt động một cách năng nổ. Tuy nhiên thì những lần băng vào với long chảo của Aoi rõ ràng là nó đã giảm đi rất nhiều tầm hiệu quả so với giai đoạn đầu trận. Và Fizz tình huống thi đấu vừa rồi thì vẫn còn tốc biến. Tuy nhiên thì sau tình huống thi đấu vừa rồi thì Fizz đã mất đi tốc biến để có thể né được đi cú băng vào đến từ vị trí của Godzilla. Chính vì vậy nên Fizz cũng sẽ cần phải cẩn thận hơn ở trong ít phút sắp tới. Nhưng chúng ta vẫn ép sân, chúng ta có 5 người ở đường giữa và muốn lấy đi cái trụ đường giữa này. Đội bạn ăn cho mình con Seiza. Còn chúng ta đánh thẳng vào vị trí của Tao Z. Đánh vào Tao Z khá đau rồi. Tao Z lên phù chú trường sinh thì lấy đâu ra chống chịu. Và khi không có chống chịu thì Bâng dễ dàng hạ gục được Tao Z. Như đây là cũng đu dây là khá tốt đến từ vị trí của Godzilla. Godzilla đu xong lấy được mạng hạ gục của Fizz thì Godzilla cũng phải nằm lại. Florentino hết chiêu cuối. Florentino bỏ chạy. Bâng đang bọc sau. Bâng có thể băng vào trong tình huống này nhưng bay là rất đẹp. Bay được bao nhiêu người đây? Họ bay được một người thôi. Còn chúng ta lấy được nốt điểm của Gabriel. Quét sạch cho Sài Gòn Phantom. Quét sạch dành cho những bóng ma Sài Thành. Đó là một pha thi đấu mà Sài Gòn Phantom đã chủ động rất tốt. Và ngay kể cả khi mà Yarena muốn bọc đầu với hai thành viên là Baskung cùng Godzilla vào tuyến sau thì họ cũng chỉ có thể bắt được Fizz mà thôi. Red đã giữ vị trí tốt ở trong tình huống hạ được bộ đôi Aoi cùng với Florentino của đối phương. Và sau cùng thì Red cũng bị bắt lại lần thứ 3. Nhưng như thế cũng là quá đủ để Bâng tỏa sáng với KDA là 3-0-2 cũng như đem về một pha quét sạch dành cho những bóng ma Sài Thành. Sau khi ăn được xong hai trụ thì nó lấy luôn hai bùa và đó là một pha hai bùa hai trụ dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Mất đi Fizz ở trong tình huống thi đấu vừa rồi và mất đi Red ở trong tình huống thi đấu vừa rồi là một pha đổi hoàn toàn lời dành cho chúng ta. Trong khi đó thì Godzilla vừa có một nhịp quăng dây không phải là quá chính xác và anh ta cũng không thể băng ra được hang Seiza. Nhưng chúng ta cũng chưa vội vàng để ăn con Seiza này khi chúng ta vừa mới tranh chấp được con rồng từ trước đó. Thì bây giờ cũng cứ từ từ đã, đợi cho con rồng chuẩn bị hồi sinh, ăn con Seiza này có lẽ cũng sẽ là thuận lợi hơn. Bâng bắt đầu tiến đến hang Seiza và có vẻ như lúc này thì chúng ta vẫn đang muốn ép sân chứ chưa phải là hướng đến mục tiêu lớn. Trong khi đó thì Godzilla lại đang sử dụng Aoi quá thiên nhiều về trong giai đoạn đầu. Anh ta đã thọt rất nhiều về mặt lượng farm, lượng tiền gần nhất mà tôi nhìn thấy Godzilla thậm chí còn đang khoảng ngang tiền so với vị trí của Khoa thôi. Thậm chí còn đang thấp tiền hơn 100 so với người chơi trợ thủ trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom rồi. Rõ ràng là áp lực đến từ Aoi sẽ bị giảm đi rất nhiều với một lượng tiền vô cùng ít ỏi mà người đi rừng của Yarena đang có vào thời điểm này. Cũng rất xin lỗi các bạn khán giả là tôi cũng bị trận đấu cuốn đi nhanh quá và cũng không để ý rằng là lúc này thì đã đến phút thiếu thứ 14 và cũng sẽ không còn một con Seiza nào nữa dành cho Sài Gòn Phantom cả. Và con rồng thì cũng đã bị biến mất luôn rồi. Lúc này thì chúng ta đang hơn đội bạn khoảng 5.000 tiền. 5.000 tiền là một lượng tiền hoàn toàn ổn đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom chứ không phải là một dạng tiền vừa nữa rồi. Và với một lượng tiền này chúng ta có thể coi là đã bắt đầu có Snowball nhưng chưa có đường lính sâu cấp nào. Băng vào là khá đẹp đến từ vị trí của Godzilla nhưng chưa lấy được tốc biến đến từ Fizz, nhưng cú bắn là khá đẹp đến từ vị trí của người chơi xạ thủ Licky. Chúng ta đổi mạng với đội bạn, Red phải nằm lại nhưng đội bạn cũng đã mất đi Godzilla. Tuy nhiên thì Godzilla như đã nói, tiền cũng chỉ ngang trợ thủ mà thôi. Nên đó là một pha combo về mặt kỹ năng là rất hay đến từ người đi rừng của Yarena để có thể đem về một pha một đổi một ở trong một tình huống mà Red lại bị bắt lại thêm một lần nữa. Van Hên cũng đang bị bắt khá nhiều ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì Florentino múa rất xinh. Lần này thì anh ta nhắm vào vị trí của Khoa. Khoa đợi để tốc biến qua phía bên kia. Khoa có nham thuẫn. Khoa đang sử dụng tất cả những gì mình có để có thể bỏ chạy nhưng không chạy được khi mà Baskung múa dính quá. Và đó là một tình huống thi đấu mà Khoa cũng đã hơi lỗi khi mà Khoa đã không có một tình huống chiêu 2 qua được tường. Nên anh ta bắt buộc phải dùng thêm tốc biến để có thể qua được bên kia bờ tường.
Và khi mà qua được bên kia bờ tường chỉ với một cái tốc biến thôi thì Bascom cũng sẵn sàng đuổi theo. Với tình huống mà anh ta cũng có tốc biến của riêng mình. Qua pha thi đấu vừa rồi thì đội bạn có lợi về người khi mà Khoa đang ở trên bảng đếm số. Chúng ta vẫn giữ được khoảng cách tiền là khoảng hơn 3.000 tiền, nhưng rõ ràng là với khoảng cách tiền như thế này thì chỉ có Aoi yếu thôi. Còn những thành viên còn lại của đội bạn thì đều khỏe. Nhưng Aoi yếu là đủ rồi. Đối với Bâng là như vậy, khi mà 3.000 tiền chênh lệch này nó nằm chủ yếu chính là ở hai người đi rừng. Với một Zuka hơn khoảng 3.000 tiền so với Aoi thì rõ ràng là không có bất kỳ một cơ hội nào để cho Godzilla có cơ hội solo kill lại được Zuka của Bâng cả. Và Bâng đã thể hiện được tiếng nói của người dẫn dắt trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom với một tình huống solo kill để có thể mở ra được con xe ra bạo chuối này dành cho những bóng ma Sài Thành. Bâng vẫn là một trong những người chơi tốt nhất đến từ Sài Gòn Phantom trong những ngày thi đấu vừa qua. Thi đấu ổn định, có khả năng tỏa sáng được và cũng có khả năng chừng trị tương đối uy tín. Bâng vẫn đang mang lại cho chúng ta những lợi thế ở trên bản đồ. KD là 502, Bâng vẫn đang rất khỏe. Bascom cũng vậy, Bascom với con Florentino ở trong trận đấu này cũng là một con tướng khá khỏe để anh ta có thể thể hiện kỹ năng. Và vừa rồi là một tình huống thi đấu mà anh ta lại không thể hiện được kỹ năng khi anh ta tung hoa trượt. Nhưng có lẽ anh ta cũng không quá cố chấp để lao vào trong pha thi đấu vừa rồi khi mà anh ta cùng với đồng đội của mình đang thiếu người. Zero cũng đang phải khá từ tốn ở trong những tình huống vào lấy sai, bởi vì không giống như những ván thi đấu bình thường khi mà Skirt có thể vào sâu. Và thi đấu này nếu vào sâu thì sẽ làm tường dành cho Florentino ngay. Bâng vẫn đang tiếp tục đi đẩy lẻ, và với một cánh đối diện hàng xe ra có hai tơn lính liên tiếp nhau, trong đó hình như là một tơn lính tàng hình, thì đây sẽ là một điều kiện rất tốt để Bâng quay ngược trở lại. Một là ép giao tranh, hai là lăn xả vào khu vực hang xe ra. Nhưng không, Bâng quyết định là sẽ ở lại đợi thêm một nhịp nữa ở trong khu vực hang bùa đỏ. Trong khi đó thì ở khu vực hang xe ra vẫn là những câu chuyện cò quay liên tục đến từ tuyến 4 người của cả hai bên mà thôi. Bâng có vẻ như là muốn bắt Godzilla thêm một lần nữa. Tôi thấy Bâng đã chờ đợi Godzilla rất lâu rồi, nhưng mà Godzilla trong tình huống thiếu vừa rồi thì anh ta cũng không dám ra. Lượng tiền của Bâng so với Godzilla tranh nhau lúc này là khoảng 5.000 tiền cơ. Nó cho thấy được rằng là Bâng bây giờ hoàn toàn có thể bán đồ mua đồ thoải mái, còn Godzilla thì còn đang phải hoàn thiện những món trang bị cuối cùng của mình cơ. Thế nên rõ ràng là hai người chơi đi rừng đang có một sự chênh lệch quá lớn. Nhưng Bâng cũng chưa thể lao vào một cách dễ dàng được, bởi vì đối phương đã cài thêm người để phong tỏa khả năng di chuyển đến từ vị trí ở lại Bâng. Bâng có lẽ là rất thích chờ một tình huống 1-1 với Godzilla để có thể tiêu đi cái băng xương đến từ phù hiệu mà Bâng còn giữ từ đầu trận cho đến phút thi đấu thứ 18 này. Anh ta đã đủ tiền để có thể đổi đồ từ rất lâu rồi, nhưng vẫn đang phải đánh với ngưỡng sức mạnh là 5 đồ khi giữ một phù hiệu quả cầu băng xương như vậy. Nên Bâng muốn tiêu, tuy nhiên thì Godzilla sau lần bị bắt lại thì anh ta cũng chẳng lên cao nữa rồi. Anh ta cũng chỉ đi đến ngấp nghé hang bùa đỏ là đứng lại ở đó mà thôi. Anh ta chỉ quanh quanh ở bên phía phần nhà của mình để chờ đợi những tình huống đép đường thôi. Và anh ta cũng đã có nanh Fenrir, một món trang bị tốt đến từ vị trí của đó là Godzilla. Lên thêm một cục giáp. Thật ra nếu như mà để lên cho mình cái giáp hộ mệnh thì tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ lên cho mình cái kiếm dài sẽ là đẹp hơn. Bởi vì kiếm dài thì tiêu được nhiều tiền hơn so với lại cả một cục giáp nhỏ như thế này. Tuy nhiên thì nó cũng không quan trọng lắm khi mà anh ta bây giờ cũng chưa đủ tiền để làm được thêm điều gì nữa cả. Nhưng ít nữa thôi thì anh ta cũng sẽ đủ tiền để lên cho mình giáp hộ mệnh. Và lúc đó thì chênh lệch đồ giữa Bâng và Godzilla sẽ không còn nữa. Lượng tiền chênh lệch bây giờ vẫn là con số khá an toàn dành cho Sài Gòn Tôm, nhưng nó không còn quá hiệu quả nữa khi nó nằm chủ yếu trên người đi rừng, mà người đi rừng của đối phương cũng đã có 5 món đồ rồi. Đúng là như vậy, Bascom thì cũng đang liên tục là một mối nguy hiểm thường trực đối với những vị trí trong đội hình của Sài Gòn Phantom. Có lẽ là có mỗi Zuka của Bâng là có thể công nghệ va được với Florentino của Bascom ở trong ván thi đấu này. Còn bốn vị trí còn lại mà dính hoa thì gặp phải rất nhiều những nguy cơ. Nhưng bây giờ thì Sài Gòn Phantom đang muốn bắt vào vị trí của Bascom. Đầu tiên là tốc biến đến từ vị trí của Zero, sau đó là dồn sát thương vào. Bascom tốc biến qua bên kia bờ tường, Red đuổi theo lấy ra một mạnh đến từ Florentino rồi. Bâng chỉ chờ có thể lao vào, và đó là điểm mạnh gục dominating dành cho người đi rừng của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Godzilla cất cánh bay lên nhưng mới lấy được một cái giáp bộ mệnh đến từ Red mà thôi. Bâng đang dí vào Licky, Bâng cũng mất giáp bộ mệnh. Licky vẫn còn giáp bộ mệnh, Bâng phải quay về, Bâng phải rút lui mà thôi. Đó vẫn là một pha giao tranh hoàn toàn thắng lợi nghiêng về những bóng ma Sài Thành khi mà họ đã bắt được hoàn toàn 3 người của E-Arena. Chúng ta có nhiều tiền hơn và chúng ta có nhiều cái giáp hộ mệnh hơn ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Red thoải mái dùng cái giáp hộ mệnh của mình để câu đi chiêu cuối đến từ vị trí của Gabriel. Và khi mà Gabriel cất cánh xong thì anh ta cũng không còn gì để chơi nữa cả. Chúng ta tràn vào nhà chính của đối phương. Bâng đang chờ đợi hồi thêm một chút máu nữa đến từ bản thân mình, đến từ phù chú trường sinh. Và bây giờ chúng ta là 5-3. Tiếp tục là lao vào, tốc biến lao vào. Không chỉ hơn là lao vào bằng cái chiêu đẩy thôi. Khoa đã có thể hạ gục được đối phương và quét sạch. Sau đó là chiến thắng dành cho Sài Gòn Tôm ở phút thi đấu thứ 20. 20 phút một ván thi đấu mà với Bascom cùng với tay kiếm Florentino, một tay kiếm cũng rất dính, thì E-Arena cũng có thể tạo ra được những sự khó khăn dành cho top 1 của AOG là Sài Gòn Phantom. Nhưng đẳng cấp đã lên tiếng khi mà Bâng đã cho thấy một sự vượt trội hoàn toàn so với người đi rừng ở phía bên kia chiến tuyến là Godzilla. Rõ ràng là một người chơi còn trẻ như Godzilla
Kỹ năng của anh ta thì vẫn rất ghê gớm với Aoi khi mà chúng ta xem ở trong những phút đầu, nhưng từ giai đoạn giữa trận trở đi thì Arena đã hoàn toàn lép vế về mặt trận kiểm soát so với Sài Gòn Phantom, và trận thua này cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Arena vẫn chưa thể có được một trận thắng nào tại giải đấu lần này, và với việc đã để bị dẫn trước 1-0 ở trong trận đấu cuối cùng của mình thì rất nhiều khả năng họ sẽ phải rời giải với một thành tích là 6 trận toàn thua, một kết quả rất cay đắng cho những gì mà Arena đã từng thể hiện được, bởi ít nhất họ đã có 4 trận đầu tiên đều thua với tỷ số là 1-2. Nó cho thấy là bên phía Arena thật ra họ cũng đã có những cái cơ hội giành điểm nhất định rồi, nhưng họ lại không tận dụng được điều đó. Trong xuyên suốt trận đấu này thì người khổ nhất đến từ bên phía Sài Gòn Tôm có lẽ là Red. Red bị bắt lại rất nhiều trong đoạn đầu của trận đấu, và thậm chí đến giai đoạn sau thì Zata của đối phương cũng thường xuyên tìm vào Red để bay thiên dực. Trong khi đó thì Zero có lẽ là người khổ thứ hai khi phải đi một kèo đánh rất khó khi đối đầu với Florentino. Và ở trong trận thi đấu này thì có lẽ Godzilla, người mà chúng ta nói rằng là vẫn thể hiện được kỹ năng, thì có một thứ mà anh ta có lẽ là không quá kinh nghiệm, đó là khả năng đi rừng. Bởi vì có lẽ việc xuất thân từ việc đi đường tà thần sinh ra khiến cho anh ta không chịu khó farm, mà thay vào đó chú trọng thật nhiều vào giao tranh, nhưng anh ta cũng không giao tranh được quá lợi hại. Và vì vậy thế nên cuối cùng anh ta thọt. Và khi đã bị thọt thì anh ta liên tục bị bắt nạt bởi Bâng ở trong những tình huống 1-1, và thậm chí còn bị cả solo kill. Và điều đó đã khiến cho thế trận của bên phía Arena hoàn toàn đánh rơi. Trong giai đoạn late game thì đội hình của đội tuyển Arena cũng chẳng phải là quá late, và Sài Gòn Phantom thì họ cũng đã rất biết cách để có thể tận dụng lợi thế về mặt lượng tiền với nhiều những món trang bị, nhiều đồ chơi hơn ở trong một pha giao tranh để có thể giành được chiến thắng then chốt ở phút thi đấu thứ 20. Chúng ta đã có một chiến thắng đầu tiên, và nếu như có thêm một chiến thắng nữa ở trong ngày thi đấu hôm nay thì Sài Gòn Phantom sẽ có thêm một điểm hiệu số nữa, để qua đó thì bằng điểm hiệu số với Hồng Kông ATT. Tuy nhiên thì như đã nói, thì theo như tính toán được anh Hoàng Sơn đã thống kê, thì tôi cũng đã nhìn thấy được cái tính toán, thì Sài Gòn Phantom chỉ bằng trụ so với Hồng Kông ATT, và chúng ta sẽ thua về mặt đó là cái lượng điểm hạ gục so với lại cả Hồng Kông ATT. Và nếu như mà muốn tính đến cái hiệu số phụ về mặt gọi là điểm hạ gục hay là trụ, thì điều đầu tiên cần phải nói đến là Flagwood phải có chiến thắng 2-0 trước Buriram đã. Đây không phải là một điều dễ dàng, bởi Buriram ngày hôm nay có quyết tâm. Thế nên kể cả trong hai trường hợp xảy ra, đó là ba đội tuyển bằng điểm hay chỉ có hai đội tuyển bằng điểm, thì Sài Gòn Phantom một là thua bằng đối đầu, hai sẽ là thua về mặt điểm hạ gục. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Bâng vẫn có được cho mình một chiến thắng, để qua đó thì tiếp tục có được cho mình thêm một MVP đến từ người đội trưởng của Sài Gòn Phantom. KDA là 604 với điểm MVP point là 10.3. Sau đó thì Bâng đang quay sang bên phía người bạn thân Zero với một nụ cười. Một nụ cười với vị tướng Zuka, vị tướng mà các fan của Sài Gòn Phantom vẫn hay trêu đùa với quý Zero khi mà những tháng ngày mới chuyển đến màu áo của Sài Gòn Phantom. Thì Zuka là một trong số những vị tướng mà Zero cũng đã phải rất vất vả với những trận thua đầu tiên ở trong màu áo này của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Bây giờ là những thông số, một ván thi đấu mà Florentino của Bascung cũng đã múa khá dẻo tay với 83.000 sát thương. Sát thương thậm chí còn lớn hơn so với Van Hên của Red. Tuy nhiên thì hai cánh gặp vất vả thì lại đã có khu trung tuyến bù lại khi Thên của Khoa và Bâng thì đều có những KDA rất đẹp, và Fizz thì cũng đã tạo ra một lượng sát thương gần như là gấp đôi so với Zata của Gabriel trong ván thi đấu này. Sở hữu cho mình con bài Zata nhưng chỉ bay được 75.000 sát thương thì đây có thể đánh giá là cũng là một cái ván đấu có thể nói rằng là thất bại của Gabriel khi cầm cho mình con bài Zata, bởi vì sát thương của Zata là rất lớn ở trong giao tranh, nhưng anh ta cũng chỉ gây được có 75.000 sát thương mà thôi, cũng chỉ nhỉnh hơn so với Van Hên của chúng ta một chút. Đây là một trận đấu mà cả hai bên đều có nhiều con bài gây được sát thương, gần như là có lẽ là đến 9 con bài, 8 con bài ở trong trận đấu này trừ hai con bài trợ thủ đều có khả năng gây sát thương rất mạnh mẽ, và kể cả là hai con bài trợ thủ đều gây sát thương được, chứ không phải những chất tướng như là Helen. Đúng là như vậy, cả Thên cùng với Lumbua với những chiêu cuối vẫn hoàn toàn có thể tạo ra được một lượng sát thương cực kỳ khó chịu ở trong những giao tranh. Và xét về mặt sát thương thì với KDA 416, một KDA không hề giống trợ thủ chút nào, thì rõ ràng là Thên của Khoa cũng đã thể hiện được sự vượt trội so với Lumbua ở bên phía bên kia chiến tuyến. Sử dụng cho mình phù chú trường sinh là món trang bị đầu tiên thì tôi thấy rằng là Lumbua tương đối yếu ở trong khả năng chống chịu, đặc biệt là khi mà Bâng lao vào thì gần như là Lumbua bốc hơi ngay. Lumbua sử dụng cho mình phù chú trường sinh thì sẽ khiến cho anh ta gần như là không có một tí giáp nào cả, kể cả giáp phép luôn, thì cũng chỉ có được cho mình cái giày để giải hiệu ứng của đối phương và tăng thêm một chút giáp phép thôi, và nó là không đủ. Rõ ràng là trận thi đấu này là một trận thi đấu mà bên phía của đội tuyển Arena họ vẫn rất quyết tâm, nhưng mà về mặt cơ bản thì chúng ta vẫn thấy rằng là thực lực của hai bên có sự chênh lệch. Đúng là như vậy, thực lực của bên phía Arena thì có lẽ là nó cũng không đến mức là
thua thiệt quá xa như là các đại diện đến từ giải đấu ASL của Indonesia ở bảng B. Tuy nhiên thì so với cả các đội tuyển hàng đầu có mặt ở bảng A này, một bảng đấu mà trước khi giải đấu diễn ra thì chúng ta đã mệnh danh nó là bảng tử thần, thì sức mạnh của E-Arena vẫn còn là tương đối yếu so với cả các tử thần ở bảng A này. Và việc mà họ đang đứng trước nguy cơ để thua 6 trận liên tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và thậm chí là các fan hâm mộ của Liên Quân Mobile Thái Lan họ cũng đã nhìn thấy cái viễn cảnh này trước khi mà giải đấu bắt đầu rồi cơ. Họ cũng đã rất lo lắng cho E-Arena ở bảng A, và cuối cùng thì những gì mà họ lo lắng thì đều đã trở thành sự thật khi mà E-Arena đang toàn thua. E-Arena có những ván đấu đầu tiên tôi đánh giá là ấn tượng. Thậm chí là họ đã từng có những cơ hội chiến thắng trước Flashwood, trước Hồng Kông AT2 và thậm chí là kể cả trước những đại diện như là MOP. Nhưng cuối cùng thì họ lại chả tìm về được cái điểm số nào cả ở trong những cái lần đối đầu của mình. Họ toàn thua và toàn thua với tỷ số là 1-2, rất là đáng tiếc dành cho họ. Có những trận đấu họ đã bị lật kèo cực kỳ đáng tiếc. Thậm chí có những trận đấu họ đã đến rất gần với nhà chính của đối phương, chỉ cần một pha cào nhà cuối cùng thôi là ăn rồi. Nhưng sau đó Gavien quay đít bỏ đi, và vì vậy nên cái nhà không nổ, và vì vậy nên là Gabriel cùng với những người đồng đội của mình vẫn có những trận thua. Và khi mà không còn cơ hội nữa thì họ thậm chí còn thay luôn cả Mupi ra ngoài, như thế này thì rất khó để họ có được cho mình trận thắng. Đúng là như vậy, họ thậm chí đã thay người đi rừng mạnh nhất của mình ra để tạo cơ hội dành cho Godzilla. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là động thái này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì dù sao Godzilla cũng là một chàng trai rất trẻ. Có thể đây là mầm non tương lai của E-Arena, và có thể E-Arena nghĩ rằng là trong lần đầu mình ra quốc tế thì cũng hơi đen, dây phải ngay cái bảng mà toàn các đội tuyển vừa mạnh lại còn vừa có kinh nghiệm. Nhưng không sao, họ cũng sẽ học hỏi được nhiều để những lần sau nếu như họ có tiếp tục có cơ hội được ra quốc tế thì có lẽ là màn trình diễn của E-Arena lúc đó sẽ trở nên thuyết phục hơn. Giá như mà E-Arena được thay thế cho MOP, cho One Team để được chuyển sang bảng B chẳng hạn, thì có lẽ cơ hội của họ sẽ nhiều hơn khá nhiều, khi mà ở bảng B thì sẽ có những cái đối thủ mà gần như là cũng chỉ cùng lắm là tương xứng trình độ với lại cả E-Arena, Heavy chẳng hạn. Và cũng có những cái đối thủ mà được đánh giá là yếu hơn hẳn so với E-Arena, thì lúc đó họ sẽ có những cái điểm số là khá dễ dàng. Nhưng ở bảng A thì mọi thứ là khó khăn hơn rất nhiều. Bảng A toàn quái vật, và thực sự thì E-Arena như một miếng mồi ngon của bảng đấu này vậy. Họ liên tiếp mất điểm và qua đó thì không thể có được cho mình một vị trí tốt ở bảng đấu này. Lúc này thì Bâng và những người đồng đội của mình tương đối thoải mái, có vẻ như họ cũng đã cởi bỏ một phần áp lực. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là Sài Gòn Phantom ván đấu vừa rồi vẫn bị ép tương đối chậm. Sài Gòn Phantom cũng không thể ép nhanh được đối phương khi mà đối phương vẫn gây được ra rất nhiều khó khăn cho Sài Gòn Phantom ở trận đoạn giữa trận đấu. Và bởi vì như vậy nên phải đến giai đoạn sau, khi mà Zuka của Bâng đã bắt đầu có đồ đạc và xuất hiện nhiều hơn, thì lúc đó thì Sài Gòn Phantom mới thể hiện được ưu thế về mặt dẫn dắt thế trận. Chứ giai đoạn đi đường của ván thi đấu đầu tiên thì quả thật là E-Arena họ cũng đã giằng dai về mặt thế trận đủ lâu để khiến cho những bóng ma Sài Thành không thể có được những đường lính thật sự là đủ sớm như cái cách mà họ mong đợi với Van Hên xuất hiện ở trong đội hình. Ván thi đấu tiếp theo thì Sài Gòn Phantom sẽ là đội tuyển cấm trước và chọn trước, trong khi đó thì E-Arena họ sẽ chuyển sang bên phía phần sân màu đỏ. E-Arena quyết định chuyển sang bên phía phần sân màu đỏ ở trong ván thi đấu này để được counter ban pick, và họ sẽ cấm đi vị tướng nào đây? Rui và Aya vẫn thường xuyên là những lượt lựa chọn được cấm đi ở bên phía đội đỏ, nhưng không biết là E-Arena nghĩ sao, liệu họ có muốn thả ra để thi đấu một cách gọi là vui hơn có thể không? Họ cấm đi Rui đầu tiên, nhưng Aya thì chưa chắc là họ đã cấm đi, bởi vì ở thời điểm hiện tại tôi thấy cũng khá nhiều đội tuyển là sẽ thả ra Aya. Đúng là có nhiều đội tuyển đang sẵn sàng thả ra Aya, và với một đội tuyển đã chắc chắn bị loại như E-Arena thì họ có thích thả ra Aya thì cũng là điều thoải mái đối với họ mà thôi. Nhưng thả ra thì không đồng nghĩa với việc là có thể khắc chế thành công, khi mà chúng ta thấy rằng là cũng đã có nhiều những ván đấu Aya được thả ra, và các đội tuyển thường lựa chọn là cặp Merganga Helen kết hợp thêm với Cafeni để có thể đối chọi, nhưng họ cũng đã không thể đối chọi được thành công trước một Aya đang trở thành một sát thương phép thực sự bùng nổ tại khu vực đường giữa khi kết hợp với Tara. Thì nó hoàn toàn có thể được luân chuyển sang các khu vực đường đơn như cái cách mà Bacon đã sử dụng Aya trong tay của Maki. Và khi mà Aya cứ gây ra được khoảng hơn 200.000 sát thương một ván đấu thì đó là một lượng sát thương mà các đội tuyển rất khó để có thể kiểm soát được với những con bài đang có ở thời điểm hiện tại. Thậm chí là khả năng hồi phục như của Helen còn không ăn thua so với lượng sát thương của Aya. Thì đúng là thả ra Aya cũng đang là một bài toán khó đối với các đội tuyển ở bên phía phần sân màu đỏ. Trong khi đó thì với Sài Gòn Phantom ở trong giai đoạn vòng bảng này thì gần như họ phụ thuộc khá nhiều vào vị tướng Skirt cũng như là vị tướng Rioma ở đường trên dành cho Zero. Đây có thể nói là hai vị tướng đánh tốt nhất của Zero rồi. Và Zero thường xuyên sử dụng những vị tướng như thế này. Bên phía Irena lấy Zip và Skirt. Zip là một trong những nỗi ác mộng của các đội tuyển đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta, đã từng có những pha bị backdoor với Zip khá là nhiều. Và vì vậy thế nên là cũng rất lo ngại khi mà Zip được lựa chọn. Liệu Sài Gòn Phantom có giải quyết được bài toán này hay không?
khi mà bài toán zip cũng là một bài toán mà chính Sài Gòn Tôm đã đưa ra cho những đội tuyển khác. Nhưng khi mà những đội tuyển khác lựa chọn thì liệu Sài Gòn Tôm có giải được hay không? Họ đã muốn giải bài toán này bằng cặp El Su và Yue. Họ sẽ muốn ép đường để zip cũng sẽ khó lòng để có thể bảo vệ được xạ thủ của Iarena. Có lẽ đó là ý đồ của thầy trò huấn luyện viên Titan hay chăng? Trước đó thì Iarena nhá vào hai xạ thủ liên tiếp là Elando cùng với Thon. Tôi cũng đang khá chờ đợi sự xuất hiện của Thon tại APL 2023 lần này. Tuy nhiên thì cũng chưa Cali phải luôn. Là Thon mà đó sẽ là Cali. Một đội hình mà có vẻ như là Iarena sẽ muốn thi đấu theo kiểu gò quay và câu lết chăng, khi mà họ đã pick zip từ khá sớm và cũng đã lựa chọn Cali luôn ở trong sự lựa chọn thứ ba của mình. Một chất tướng có khả năng counter cả El Su lẫn Yue ở trong quá trình thi đấu của mình, đó là Cali đã được phép lựa chọn, mặc dù Cali đã bị giảm sức mạnh. Đánh giá thì nếu như mà Cali mà không bị giảm sức mạnh thì có khi giải này Cali sẽ được xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là ở vị trí đường giữa ở trong bối cảnh đối phương có Yue. Nhưng vì Cali đã bị giảm sức mạnh, khả năng hồi chiêu cuối không còn quá nhanh, thế nên Cali được lựa chọn ít hơn khá nhiều ở trong giải đấu này. Chỉ có một số ít trận đấu Cali được quyền xuất hiện và đây là một trong những trận thiếu như vậy. Đây là Iarena và họ cấm đi cho mình đó là Aoi và sau đó là Kiera. Họ không muốn Cali bị uy hiếp quá mạnh ở trong những tình huống thi đấu mà anh ta đang sấy chẳng hạn, thì bất ngờ có một con bài vòng sau và vì vậy nên hai con bài có khả năng băng vào rất tốt đến từ bên phía của Sài Gòn Tôm đã bị cấm đi. Sài Gòn Tôm thì cấm đi Gian, một vị tướng có khả năng thi đấu độc lập và cũng khá mạnh ở trong solo. Gần như là những cái vị tướng nào mà băng vào đánh Gian thì rất là khó. Và trong trận đấu này thì Bâng có vẻ như cũng không có cái nhu cầu sử dụng vị tướng này. Liệu đây là trận đấu mà Bâng sẽ sử dụng gì đây sau Zuka? Đó có thể là Kricknack nhưng đó cũng có thể là Nakroth. Nhưng khi mà đối phương xuất hiện cả Skirt như thế này thì khả năng xuất hiện của Kricknack là khá cao. Đúng là như vậy, khi mà đối thủ cũng đã cấm đi cả Aoi lẫn Kira, những chất tướng có độ cơ động cao và có khả năng ăn thịt tốt, thì Kricknack nổi lên như là một sự lựa chọn hợp lý còn lại trong việc để có thể đi ganh tốt cũng như là kiểm soát mục tiêu dành cho Sài Gòn Phantom. Với hai cánh đã có là Ryoma cùng với El Su cộng thêm với Yue dành cho Fizz thì chắc chắn là Sài Gòn Phantom vẫn sẽ muốn có thể chủ động ở trong giai đoạn đầu ngay, có thể tấn công lên cả những cánh đấu của đối thủ cũng như là cả phần rừng của Godzilla nữa. Bên phía Iarena còn rất nhiều những xạ thủ để họ có thể lựa chọn kết hợp với Zip. Những con bài Hyper Carry chưa hề bị cấm đi một chút nào, khi mà Sài Gòn Phantom không ngại việc đối phương lấy Zip bảo vệ cho những xạ thủ cực căng như kiểu là Yon hay là Theoanat, mà họ lại sợ đối thủ đánh đội hình 1-3-1 hơn nên họ cấm Joker và sau đó thì cấm cả Yan. Và quyết định của Iarena cũng không phải là một xạ thủ theo kiểu Yon và tạo ra cặp đôi Yon Zip để đánh ở trong giai đoạn late, mà họ lựa chọn một vị tướng nó vẫn trung tính, đó là Cafeni, để có thể đi cùng đường với El Su. Trận đấu này chúng ta cũng không có nhiều vị tướng mang tính chất tanker và vì vậy nên có lẽ đó là quyết định đến từ bên phía Iarena, là họ cũng không muốn xuyên tanh bằng Yon để cho phải phụ thuộc quá nhiều vào một vị tướng late game như vậy, khi mà họ đã phải nuôi thêm cả Kali nữa rồi. Thật ra thì trận đấu này thì bên phía Iarena có thể lựa chọn thêm Slim, một vị tướng đi đường rất tốt với El Su. Tuy nhiên thì Slim cũng không phải là lựa chọn đến từ Iarena. Chúng ta lấy Kricknack thật và chúng ta lấy thêm cả Ibanez nữa. Đội bạn lấy Zil, một con bài mà chúng ta cũng biết rồi, khả năng counter Kricknack là có. Nhưng Bâng cũng đã có một trận đấu rất là thành công khi giúp cho chúng ta lách qua khe cửa hẹp trước MOP với vị tướng Kricknack này. Và vì vậy thế nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng vào Lai Bâng. Đúng là như vậy, Zil sẽ chỉ có thể counter mạnh nhất với Kricknack ở trong giai đoạn sau, khi mà Zil cũng đã có đầy đủ đồ đạc và sẵn sàng để có thể outplay những tình huống lao vào với hiểm họa không chung của đối phương mà thôi. Còn trong giai đoạn đầu thì xét về tốc độ đi farm cũng như là tốc độ kiểm soát tài nguyên thì Kricknack vẫn đang nổi trội hơn, bởi vì rõ ràng Kricknack vẫn là tướng đi rừng tier 1, còn Zil là sự lựa chọn mà các đội tuyển thường lấy để khắc chế chính vào vị trí của Kricknack mà thôi. Zil vẫn sẽ có những điểm hạn chế nhất định nếu như ở trong giai đoạn đầu mà Sài Gòn Phantom có thể khai thác được vào phần rừng của Zil, thì Godzilla qua ván thi đấu trước thì chúng ta cũng có thể hình dung ra được là anh ta cũng không phải là một người đi rừng quá tập trung nhiều vào việc đi farm, nên nếu như đánh được vào tài nguyên của người đi rừng này thì rất có thể là Godzilla cũng sẽ bị thọt. Và trận đấu này chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đánh vào tài nguyên của người đi rừng đến từ bên phía Iarena, thậm chí là cướp bùa thêm một lần nữa cũng là hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà đối phương có một cái đội hình nếu mà nói ra thì chỉ có Skirt là thực sự là quá khỏe trong giai đoạn đầu, còn sau đó thì chắc là chỉ có Zip là con bài tốt để có thể giúp cho đối phương đi trước. Nhưng ở trong trận đấu này để cho Kali được đi trước là hoàn toàn rất là khó khăn trước Yue. Chính vì vậy nên khả năng cao Zip một là đi hỗ trợ rừng luôn, hai là sẽ hút lính lại để chờ đợi cho Kali được quyền farm trước. Chứ nếu như mà Zip cứ sử dụng chiêu một để giúp cho Kali đi trước thì cũng không phải là quá hiệu quả đâu, khi mà chúng ta sẽ lên đường giữa là nhanh hơn so với đối phương.
Ngoài ra thì trong đội hình của Sài Gòn Phantom không thể không nhắc đến người cây. Ibanez nằm trong tay của Khoa. Khoa có vẻ như cũng vẫn đang rất muốn để có thể hoàn thiện hơn cách chơi Ibanez của mình ở trong một meta mà Ibanez đang rất khỏe. Ván thi đấu này nếu như Khoa chơi chuẩn thì Ibanez cũng là cực kỳ lực. Khi nhìn vào đội hình của E-Arena thì chúng ta có thể thấy rằng là đội hình của họ cũng rất ít hiệu ứng khống chế. Và một cái hạt giống sinh mệnh bật lên thì chắc là sát thương đến từ E-Arena cũng là không thể xuyên qua được ngay. Với những Cafeni hay Zil thì chắc là đánh vào người cây cũng sẽ là rất mệt. Chắc phải đến lúc mà Cafeni có được diệt thần cung thì đó mới là thời điểm mà bên phía của E-Arena nghĩ đến việc là đốn cây của Khoa mà thôi. Trừ khi là họ tập trung cả 5 người để có thể đốn vào vị trí của Khoa. Tuy nhiên thì nếu như điều đó xảy ra, chúng ta vẫn sẽ có một cái dàn sau rất lực để hỗ trợ đắc lực cho Khoa trong cái quá trình đè lên của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của ván đấu thứ hai. Và Sài Gòn Tôm có cướp hay không đây? Sài Gòn Tôm quyết định là đánh cao ở phần bùa xanh. Và chúng ta sẽ đánh vào hang bùa xanh của đối phương ở trong tình huống thi đấu này, có lẽ là như vậy. Đúng là bùa xanh sẽ là nơi lựa chọn đến từ các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Không được. Nhưng rồi, ấu trùng quỷ lại thả ngay vào zip. À không, bâng lửa. Bâng đang đợi thêm cả Fizz cùng với Khoa vào để có thể tấn công vào phần rừng của Godzilla. Nhưng Gabriel cũng đã có cấp độ 2 và cũng đang vào đây. E-Arena có tổng cộng 4 người, Sài Gòn Phantom chỉ có 3 mà thôi. Bâng vẫn đang khá từ tốn. Red cũng bắn được một viên viễn trình kích. Và đó là một tình huống vỗ tay đẹp của Khoa. Vicky rất đau rồi, đang cố gắng lùi đi và trả lại một chút sát thương với phù hiệu tinh linh của mình. Sài Gòn Phantom rất bình tĩnh ở trong những động thái ép. Tuy nhiên thì E-Arena họ cũng đã giải quyết vấn đề của mình một cách khá thông minh, khi họ cũng câu kéo rất nhiều thời gian của các thành viên bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Nhưng Sài Gòn Phantom quyết định là không từ bỏ. Sài Gòn Phantom đã cuối cùng có được con bùa xanh của đối phương rồi. Trong bối cảnh đó thì Zil đang phải đi vòng rất nhiều. Tình huống thi đấu vừa qua hơi đáng tiếc một chút là cú bắn viễn chinh kích của Red nó không chính xác được vào vị trí của Elsu, nếu không chúng ta có được điểm chiến công đầu rồi. Nhưng không sao cả, cuối cùng thì chúng ta có được lợi thế trong tình huống cướp bùa đầu tiên. Với một thế tướng là khỏe, chúng ta đủ khả năng để có thể lao sang và cướp rừng của đối phương và thành công. Một cú bắn rất đẹp đến từ vị trí của Red để cấu đi một lượng máu lớn của Licky. Tao Z cũng đang phải có mặt ở đây ngay. Có vẻ như là zip này đúng là zip sẽ thường xuyên bảo vệ dành cho xạ thủ ở cánh rồng thì phải. Và với hai người thì bên phía của E-Arena vẫn không thể giữ được cho mình con chim. Đó là một tình huống ăn chim rất nhạy cảm đến từ Red. Khi con chim chỉ còn đúng 2 máu thì Red đã có chim. Trong khi đó thì Tao Z đã có một tình huống bảo kê, tôi nghĩ rằng là không phải là quá tốt. Khi hoặc là Licky đã bắn không phải là quá nhanh trong tình huống thi đấu vừa rồi. Lúc này thì lượng tiền chênh lệch là khoảng 500 tiền dành cho Sài Gòn Phantom, và Zil đã có cấp độ 4 nhưng Bâng thì cũng đã chuẩn bị đạt 4 rồi. Và con rồng không, Bâng bị hất tung lên một nhịp quá đau trong tình huống thi đấu vừa rồi. Con rồng đã phản bội Bâng và con rồng nó thuộc về Godzilla với một tình huống chính trị chuẩn. Baskung di chuyển xuống nhưng Baskung ngay lập tức mất đi tốc biến, và bên phía Sài Gòn Phantom vẫn muốn dồn sát thương lên người của Skirt ở trong tình huống thi đấu này. Baskung vẫn đủ cứng để có thể lùi đi. Khoa vẫn đang muốn xí nhưng một mình Khoa thì không đủ sát thương. Nhưng đây là một viên viễn chinh kích tốt của Red và có thêm sự yểm trợ đến từ Zero. Hai điểm hạ gục dành cho bên phía Sài Gòn Phantom để việc mất đi con rồng ở trong giai đoạn đầu nó không có ý nghĩa gì cả, khi mà họ đang có thế để tấn công vào cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới rồi. Một binh đoàn linh hồn sấy ngang đến từ Gabriel nhưng nó mới chỉ trúng vào vị trí của Zero mà thôi, và Zero cũng đã che chắn rất tốt để cho những người đồng đội tiếp tục cướp con bùa xanh của Zil. Và nếu như mà chúng ta chỉ mất đi con rồng như thế này mà Godzilla lại cứ thọt thì nó là kịch bản hoàn toàn tuyệt vời. Bởi vì Godzilla nếu như mà anh ta đã bị yếu rồi thì anh ta có vẻ như là cái khả năng tham minh để đi farm nó không phải là quá tốt đâu. Anh ta sẽ thường xuyên muốn đến với pha giao tranh, và khi mà Zil đã yếu lại còn thích giao tranh thì nó là một kịch bản rất đẹp dành cho Sài Gòn Phantom. Đúng là như vậy, nếu như Zil yếu mà lại còn thích giao tranh thì rất có thể là anh ta sẽ phải trả giá với những pha băng vào và không thể rút ra cùng phong ba của mình. Baskung cũng không thể có được quá nhiều lợi thế khi mà Ryoma vẫn đang chơi tốt với chất tướng sở trường là Ryoma. Còn Fizz thì lại thêm một lần nữa, Fizz có một màn ảo thuật ở APL 2023 với chất tướng Yue này. Và tôi rất mong là Fizz sẽ quay trở lại như vậy. Đây, chúng ta đã có thể thấy được rằng là Godzilla sẽ muốn tấn công vào vị trí của Zero ngay. Sau khi mà Godzilla ăn hết mục tiêu và chả còn gì để ăn thì anh ta cứ đi vào để anh ta đánh vào chúng ta thôi. Và trong những pha đánh vào chúng ta như vậy thì các bạn có thể thấy là Zero còn nguyên máu và Zero không hề bị ảnh hưởng một chút nào cả. Gần như là cái lượng đam của Godzilla gây ra nó là quá ít đi. Và với những cái tình huống tấn công như vậy thì anh ta cũng chả gây ra được cái áp lực gì cho chúng ta cả. Trong khi đó thì zip của đối phương vừa bị Fizz cắt một cú phải nói là quá chí đi. Đây là cú bắn tiếp theo, nó trúng vào Tao Z, không phải là quá đẹp. Chúng ta muốn bắn vào Licky hơn. Nhưng đây là cú cắt tiếp theo của Fizz, nó rất đau. Mặc dù cú cắt vừa rồi chưa phải là chuẩn hoàn toàn, nhưng nó là đủ để lấy đi khoảng một nửa cây máu của Licky.
Zip có thể bảo vệ rất tốt dành cho xạ thủ đối với những vị tướng băng vào, nhưng đối với những vị tướng cấu rỉ ở tầm xa như thế này thì Zip cũng đang phải bó tay thôi. Khi mà Red cứ bắn trúng như thế này thì Tao Z cũng không thể làm gì để hỗ trợ cho người đồng đội của mình một cách quá đắc lực được. Bâng đang chờ đợi thời điểm để băng vào tiếp tục cướp con bùa xanh này, nhưng lần này thì Godzilla đã giữ tốt con bùa xanh, bởi vì Bâng cũng không quá cố chấp để lao vào một cách mạnh mẽ ở trong tình huống thi đấu vừa rồi khi biết đối phương có nhiều người ở đó. Fit vẫn đang uy hiếp Godzilla để Godzilla farm không phải là dễ dàng. Godzilla lao ra bị đẩy ngay bởi Khoa. Godzilla buộc phải sử dụng chiêu cuối trong một cái tình huống mà nó cũng hơi bị khó, và anh ta bị hạ gục ngay. Ăn được con bùa xanh cầm chưa được bao lâu thì đã mất đi rồi. Và gần như Sài Gòn Phantom đánh thẳng vào vị trí của Godzilla, kệ các thành viên còn lại. Muốn farm thế nào thì farm, muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng riêng Godzilla thì không được chơi game. Đúng là như vậy, khi mà Zeal của Godzilla cũng đang rất khổ trong giai đoạn đầu. Bâng cố gắng ganh thêm vào vị trí của Gabriel, nhưng Gabriel cũng đã né đi với một lần tốc biến để có thể giữ được cho bản thân mình sự an toàn. Zeal của Godzilla về kỹ năng thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng anh ta vẫn xử lý những pha kỹ năng rất ghê gớm. Tuy nhiên thì về mặt trận kiểm soát thì đúng là anh ta là một người chơi trẻ tuổi và kinh nghiệm thì vẫn còn là non trẻ. Bâng có thêm được một lần solo kill nữa khi mà Gabriel không nghĩ rằng là Bâng ở lại đấy và chờ đợi anh ta lâu đến như vậy. Và rõ ràng là với những gì mà bên phía Phantom đang có được thì họ đang lợi thế hoàn toàn rồi. Lượng tiền chênh lệch lúc này đã là khoảng gần 3.000 tiền. Trong khi đó thì thế cắt dành cho Fit là rất khỏe. Và hơn thế nữa thì quan trọng nhất là Zil bây giờ lại có 2k6 tiền, lại chỉ hơn mỗi người chơi trợ thủ như thế này thì là quá yếu. Zil sẽ lại phải mất rất nhiều thời gian nữa thì mới có thể lết được. Trong khi đó thì Bâng đã rất khỏe rồi với hơn 3.400 tiền. Và rất có thể là khi mà Fizz cũng đang cắt đau như thế này thì Zeal của Godzilla lại cũng hướng đến những cái món trang bị như kiểu là băng nhận Scud đi từ sớm. Và nếu như mà anh ta lựa chọn lối lên đồ kiểu đó thật thì Zeal sẽ không hề có sát thương ở trong giai đoạn giữa trận nhiều, với một tình thế là đang mất liên tục những con bùa như thế này. Vừa giữ lại được một con bùa xanh thì ngay con bùa xanh sau Sài Gòn Phantom lại cướp mất. Mupi đang nhường cho người em Godzilla mình những kèo thi đấu tương đối khoai. Kèo thi đấu đầu tiên là với VGaming, kèo thi đấu thứ hai là với Sài Gòn Phantom. Và những cái kèo nhường này của Mupi gần như là nhường cho người em ăn hành mất rồi. Khi mà Baskung đang quá cô độc ở đây thì mất đi thêm một trụ nữa. Và sẽ đánh thẳng vào đường lính siêu cấp đến từ chúng ta. Nhưng đang có Gabriel ở đây. Gabriel có chiêu cuối nhưng Bâng sẽ không cho Gabriel sấy chiêu cuối một cách dễ dàng một chút nào. Gabriel sấy chiêu cuối ở trong một tình cảnh tương đối bất lực. Bâng liệu có phải hy sinh cái chuyển sinh? Bâng đã gần như là hơi chủ quan trong pha thiếu vừa rồi. Và Bâng phải nằm lại. Red phải tốc biến lùi đi. Red có bị hạ gục hay không? Red sẽ bị hạ gục trong tình huống thiếu này. Chúng ta có một đường lính siêu cấp nhưng mất cái chuyển sinh của Bâng và mất mạng hạ gục của Red. Khoa cùng với Fizz vẫn đang cố gắng trả sát thương lên người của thành viên bên phía E Arena. Godzilla cũng khá máu muốn băng vào Fizz, nhưng một đạo quân vương vừa đúng nhịp để có thể đẩy lùi được người đi rừng của bên phía đối phương. Sau tình huống lấy được đường lính siêu cấp thì Sàn Phantom sẽ lấy được đường giữa A-Trang đây. Bâng đang cố gắng làm điều này cùng với những người đồng đội, nhưng E Arena cũng lùi ra để phòng ngự rất nhanh. Đang bắt đầu là những bước di chuyển mà E Arena phải chạy theo đội tuyển Sàn Phantom rồi. Giữa trận trước cũng thế và giữa trận này có vẻ như cũng đang là như vậy. Godzilla thì cứ có chiêu là cứ thích lao lên đánh nhau thôi. Sàn Phantom đang cố gắng né đi, nhưng đây là một tình huống dồn sát thương tốt đến từ bên phía của đội tuyển E Arena. Bâng vẫn bấm được một băng xương nhưng không thể né được những binh đoàn linh hồn cuối cùng đến từ vị trí của Kali. Godzilla cũng đã bắt được vào vị trí Fizz rồi, nhưng Zero đang đến để có thể trả nợ dành cho những người đồng đội của mình. Zero chọc được một người, tiếp tục chọc lên người của Godzilla. Đó là những gì mà Zero đang làm. Double kill dành cho Zero và rút về được với hai lần thần hành bách biến. Sau cùng thì đó là một tình huống 2 đổi 2. Bên phía Arena mất rừng và mất trợ thủ, trong khi đó Sàn Phantom mất rừng và mất giữa. Bâng đánh rất cục, nhưng Zero thì vừa rồi là một tình huống thi đấu tương đối chủ quan của Zero. Anh ta chỉ còn 1/3 cây máu nhưng có vẻ như là cũng có một chút dấu hiệu của việc hơi ảo tưởng. Khi mà Zero đã quá khỏe cân đôi được trong tình huống thiếu trước đó thì anh ta muốn cân 3 luôn. Nhưng cân đến người thứ 3 thì anh ta đuối mất rồi. Còn Godzilla thì thậm chí là Bâng ở trong tình huống thiếu đó, tôi nghĩ rằng là cái pha để cố gắng để ăn được cho mình con bùa đỏ của đối phương đó là rất là mạo hiểm. Nhưng Bâng bằng được ăn con bùa đỏ của Godzilla, gần như anh ta không muốn cho Godzilla chơi game một tí nào trong trận thi đấu này. Và vì vậy thế nên là Bâng cũng đã phải nằm lại thêm một điểm hạ gục nữa. Bâng đã mất đi điểm hạ gục thứ 2 trong trận thi đấu này. Nhưng hãy coi chừng một chút khi mà Godzilla cũng đã có được 2 điểm hạ gục rồi. Và Zil có thể không lớn lên bằng những con bùa, nhưng anh ta có thể lớn lên bằng những điểm hạ gục nếu như bên phía Arena vẫn có những tình huống ép giao tranh và lấy được điểm hạ gục về dành cho người đi rừng của mình. Họ muốn con rồng và họ lấy được con rồng khi mà Godzilla cũng đã giữ được. Bâng thì đổi ngược được con xe ra trong tình huống mà Sàn Phantom cũng đã hội quân đến 4 người xuống để phá rồng, thì Arena cũng đã giữ được mục tiêu đó một cách khá chắc chắn. Nhưng bây giờ Bass cũng có lùi về được với vòng tay của Zip hay không đây? Câu trả lời là anh ta đã bị cản lại một nhịp bởi Khoa, nhưng Zip cũng đang đứng ở ngay gần đó và có lăn lông lốc để giúp cho Baskung có thể lùi về một cách an toàn hơn. Trong khi đó thì Khoa trận đấu này có lẽ là vẫn còn rất khỏe. Khoa ở trong trận thi đấu này chưa cần phải chơi game quá nhiều, nhưng anh ta cũng đang tăng tiến được lượng ngưỡng sức mạnh của mình với lượng trang bị được lên khi mà được đi farm chung với đồng đội khá nhiều. Zip đã lựa chọn luôn cho mình cái phù chú trường sinh. Có vẻ như Tao Z rất là thích phù chú trường sinh. Anh ta chỉ thích phù chú thôi.
Trong khi đó thì trong một cái thế thủ như này, tôi nghĩ rằng phù chú không có lợi bằng so với những trang bị phù thủ khác. Bởi vì ở trong một thế công thì Zip rất ít khi về nhà. Còn trong một thế thủ như thế này thì về nhà cũng được, có sao đâu. Đúng là như vậy, nhưng đó vẫn là quyết định của Tao Z. Có vẻ như anh ta rất ưu tiên đến yếu tố hồi phục hơn là những yếu tố về mặt giáp cũng như là giáp phép để hạn chế lượng sát thương đến từ các thành viên bên phía sàn Phantom. Đội hình của sàn Phantom thì cũng là một đội hình cấu rỉa, và nếu như có phù chú thì hồi cũng được, nhưng đó là ở trong một thế đẹp hơn. Còn nếu như đã bị ép đến tận cái trụ ba như thế này thì đúng là phù chú cũng không lợi hại lắm. Tốc biến lăn lông lốc hay chăng đây không, chỉ là một lăn lông lốc ép tốc biến được của Elsu mà thôi. Đó là một tình huống mà Red cũng đã mất đi một nửa lượng máu, và tình huống tốc biến vừa rồi là cần thiết để cho Red có thể lùi về được. Lượng tiền chênh lệch không phải là quá nhiều khi mà bên phía sáng tôm cũng đã đánh rơi được 5 điểm hạ gục mất rồi. Thế nên lượng chênh lệch lúc này nó cũng chỉ rơi vào con số khoảng hơn 3.000 tiền mà thôi. Nhưng Fit đang được đánh tương đối là thoải mái và tự do. Fit vừa trúng một cái bẫy được đặt ra đến từ vị trí của Gabriel là khá đau, nhưng Fit cắt thì cũng đau không kém. Và vì vậy nên đối phương vẫn phải vừa đánh vừa lùi thôi. Trong khi đó thì Zero vẫn đang tương đối là tự tin. Zero đứng cao để lấy sai cho Fit cắt, nhưng Fit cũng chưa thể cắt được. Elsu thì liên tiếp bị sấy bởi đối phương, và vì vậy Elsu phải lùi về. Khoa vừa có một pha xử lý lỗi và ngay lập tức là lăn lốc tốc biến lên đến từ bên phía của đối phương. Đối phương phản công hồi mã thường nhưng đối phương chưa hạ gục được ai. Cú bắn là rất đẹp đến từ Red nhưng nó thiếu đi một chút sát thương. Godzilla muốn băng vào, Godzilla chưa tìm được góc để băng vào, và Godzilla đã chạm vào trụ. Godzilla đang đánh vào trụ và chúng ta muốn bảo vệ cho Godzilla này đánh trụ càng nhiều càng tốt. Và liệu có phải là đường lính siêu cấp thứ hai dành cho bên phía của những bóng ma Sài Thành hay chưa đây? Vẫn chưa phải là những đường lính siêu cấp thứ hai. Một lần nữa thì Khoa muốn tạo ra highlight với Ibanez nhưng chưa được, khi mà anh ta chưa kịp kích cả tốc biến lẫn chiêu cuối hạt giống sinh mệnh ở trong tình huống vừa rồi. Và đúng là tình huống chủ quan đã khiến cho Khoa mất đi KDA điệp viên 007 mà anh ta đã bị hạ gục lần đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Không chỉ là tình huống vừa rồi đâu mà đã có khá nhiều những tình huống tại giải thi đấu lần này, và thậm chí là cả tại những trận thi đấu cuối cùng của đấu trường danh vọng từ trước đó nữa, thì Khoa cũng rất thường xuyên cố gắng sử dụng Ibanez để tạo ra những tình huống lao vào và tạo nên những highlight đẹp mắt để ép góc được đối thủ của mình. Nhưng có lẽ là Khoa vẫn sẽ cần phải căn chỉnh một cách chuẩn xác hơn nữa trong những tình huống như vậy để hiệu quả của nó được tối ưu hơn. Thật ra thì trong tình huống thi đấu vừa rồi, nếu như Khoa thực sự căn chỉnh được thì đó sẽ là một tình huống đẹp. Nhưng Khoa lại tính toán sát thương hơi bị sai, đối phương đủ sát thương trong khi Khoa còn nguyên tốc biến và hạt giống sinh mệnh lại không dùng. Thế nên Khoa đã bị hạ gục. Lúc này thì lượng tiền vẫn chênh lệch dành cho Sài Gòn Tôm nhưng nó đã bị rút ngắn theo thời gian. Godzilla cũng đã farm được nhiều hơn, dù thua bâng một món đổ thì anh ta cũng đã có 7.000 tiền. So với trước đó thì có thể nói rằng là Godzilla cũng đã tăng tiến được một chút về mặt sức mạnh. Anh ta cũng giữ được con bùa xanh trong tình huống thiếu này. Bâng rất muốn đổi chuyển sinh để lấy được nhiều thứ của đối phương. Bâng đã lao vào và gây ra được rất nhiều sát thương cho đồng đội của mình lao vào. Khoa vỗ hay và chúng ta sẽ uy hiếp vào trực tiếp của đối phương. Băng sư được bật lên từ Zero. Zero không thoát được nhưng Khoa sẽ cân đổi. Khoa lấy được 2 điểm hạ gục. Bâng quay trở lại, chúng ta lãi được một người. Khoa tiếp tục vỗ, Khoa tiếp tục đẩy, Khoa tiếp tục dù. Fit thì sao? Cắt được hay không? Fit chưa tìm được góc cắt. Mất đi hai người, trong đó có xạ thủ và trợ thủ, thì bên phía đội tuyển Arena không hay là làm được gì Ibanez này của Khoa cả. Một mình Khoa rất thoải mái đứng lên để có thể đọ mặt với ba thành viên bên phía đối phương và thậm chí là đẩy lùi Arena về. Bâng đã quay trở lại sau khi sử dụng nốt cái chuyển sinh thứ hai của mình ở đúng khoảng thời điểm trước phút thi đấu thứ 12. Và sau một pha giao tranh như vậy thì bên phía sàn Phantom sẽ lùi về để có thể ăn được con xe ra bóng tối tiếp theo của mình. Mùa giải năm nay thì Bâng đang rất cố gắng để chịu khó đốt cái chuyển sinh thứ hai của Kricknack, và đây là một thứ mà Bâng đã làm quá nhiều ở trong quãng thời gian gần đây để chúng ta có thể nhìn thấy rồi. Và lần này thì Bâng cũng làm thêm một lần nữa, nó mang lại hiệu quả nhưng hiệu quả nó chưa phải là tuyệt đối khi mà chúng ta mất đi Zero. Nhưng rõ ràng là lấy được đi hai người chơi cũng là tương đối chủ lực của đối phương thì cũng là một lợi thế dành cho Sài Gòn Phantom, và qua đó chúng ta lấy được thêm một con Seiza nữa ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Ở phía bên kia chiến tuyến thì Licky cũng đang có 9.600 tiền, là niềm hy vọng số 1 của Arena ở trong ván thi đấu này về mặt sát thương vật lý. Còn về sát thương phép thuật thì họ có hai nguồn liền, đó là Zil và Kali. Hai vị tướng đều sẽ có thể phát huy được nhiều tác dụng hơn ở trong giai đoạn sau, nên Sài Gòn Phantom cũng sẽ cần tận dụng tốt con xe ra bóng tối này của mình. Bởi vì nếu như họ không thể lấy nốt hai đường lính siêu cấp của đối phương và kéo dài ván đầu đến giai đoạn late game thì cơ hội phản công là có dành cho Arena trong ván thi đấu này. Đúng vậy, và vì vậy thế nên đây vẫn sẽ là một tình huống thi đấu quan trọng của Sài Gòn Phantom. Họ sẽ thả xe ra ở đâu? Liệu họ sẽ tận dụng con xe ra này để câu kéo đối phương và sau đó ăn đi cho mình con xe ra bạo chúa, hay họ sẽ lấy đường? Câu trả lời có lẽ là lấy đường rồi. Bởi nếu như muốn tận dụng để câu kéo đối phương thì họ sẽ phải thả ở đường dưới. Nhưng họ thả ở đường trên như thế này thì khả năng cao là họ muốn lấy nốt đường lính siêu cấp ở đường trên, ít nhất là thêm một đường nữa trước khi mà con xe ra bạo chúa xuất hiện. Zil của Godzilla sau một quãng khổ sở giai đoạn đầu thì giờ đây anh ta cũng đã có được 4 món trang bị lớn rồi. Trong đó có băng nhẫn Skadi, đó là cả cái quyền trượng Rea,
và thêm vào đó là một cái triệu hỗn mang để có thể xuyên giáp phép một cách tốt hơn vào vị trí của Khoa. Khoa thì cũng vừa bổ sung thêm một giáp Gaia và Khoa đang bắt đầu băng vào. Khoa muốn làm lại highlight nhưng đó là khí thôn đến từ vị trí của Zip và nó khiến cho lan lốp của Khoa cũng không được như ý muốn của người chơi trợ thủ trong đội hình Sài Gòn Phantom. Và ít nhất chúng ta đã câu được cái lan lông lốc đến từ vị trí của Tao Z cũng như là cấu được yếu máu của Baskung. Chúng ta sẽ ở lại trong tình huống thiếu này với 4 người. Thế thì có lẽ là cũng không thể lấy được đường lính siêu cấp của đối phương đâu. Đối phương sẽ trì trạc để phòng thủ đường lính siêu cấp. Bâng cố gắng ép đối phương để đối phương mất đi thêm một lượng máu ở đường lính siêu cấp của mình. Và những cái đường lính siêu cấp nó cũng chỉ còn đâu đó khoảng gần một nửa lượng máu mà thôi. Liệu có một tình huống tanh trụ để lấy đường lính siêu cấp của Sài Gòn Phantom hay không đây? Hơi khó hay chăng khi mà bên kia chiến tuyến lại có những binh đoàn linh hồn đến từ Kali như thế này, bắt đầu sấy đến từ Gabriel rồi. Và vẫn còn nguyên hai đường lính siêu cấp ở giai đoạn phút thi đấu thứ 15 vẫn là một cơ sở để Iarena nghĩ đến việc có thêm những ván thắng nữa tại giải đấu APL 2023 của mình. Nhưng Sài Gòn Phantom nếu như họ xử lý tốt con Seiza Bạo Chúa thì họ vẫn là đội tuyển cửa trên với nhiều cơ hội để giành chiến thắng 2-0 hơn. Godzilla mất đi nửa lượng máu rồi, chúng ta có thể ăn Seiza trong tình huống thiếu này. Tôi nghĩ là như vậy, khi mà Godzilla có một lượng máu thấp như này thì câu đối phương ra ăn Seiza để giao tranh là hoàn toàn hợp lý. Lính ở đường dưới đang đẩy lên rất cao, Khoa bắt đầu vỗ vào, hạt giống sinh mệnh được đặt ra. Anh ta đang cân 4 người và sau đó anh ta lùi về với hai nhịp lùi về là rất hay. Hay. Trong khi đó thì đội bạn một tình huống lăn lông lốc vào khá đẹp đến từ đội bạn. Đội bạn gỡ lại được điểm hạ gục và sau đó lấy thêm cả điểm hạ gục của Zero chăng. Zero đang thấp máu nhưng Zero quá trâu để bị hạ gục. Chúng ta một đổi một với đội bạn khi mà đội bạn cũng có một pha lăn lốc là rất đẹp trong tình huống thi đấu vừa rồi. Trước đó thì Red cũng có một viên viện trình kích hay để có thể tiễn Godzilla lên bảng điểm số lần thứ tư, nhưng đội bạn cũng đã phản đòn cực gắt với một cú lăn lông lốc tốc biến của Tao Z. Và Tao Z cùng với Licky vẫn đang giữ được vị trí ở gần hang Seiza Bạo Chúa để có thể ngăn cản các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom ăn lén mục tiêu lớn này. Trong tình huống giao tranh gần nhất thì Bâng lúc đầu là định khởi động con Seiza, nhưng ở thời điểm này khởi động một mình là không được. Nếu như không có thêm người để có thể tanh con Seiza đó dành cho Bâng thì Bâng cũng không thể ăn được một mình. Baskung sẽ phòng ngự tơn lính ở khu vực đường giữa, còn Sài Gòn Phantom thì quyết định là sẽ đi đẩy lính trước khi quay trở lại và lấy tầm nhìn ở hang Seiza Bạo Chúa sau. Như vậy là về cơ bản thì đội bạn vẫn có thể làm được một điều, đó là câu thế trận của Sài Gòn Phantom đến tận giai đoạn lết game. Và đây vẫn là một vấn đề mà Sài Gòn Tôm buộc phải giải được ở trong quãng thời gian sắp tới, đó là có lợi thế ở trong đoạn giữa trận, có lợi thế ở trong đoạn đầu trận nhưng chưa thể kết thúc được ván đấu và để cho đối phương đôi khi là lật kèo với những tình huống như là của Jun của HKA chẳng hạn. Thì chúng ta đã từng bị lật kèo, và thậm chí là với trận đấu quốc nội với Vgaming thì Sài Gòn Tôm cũng đã từng bị lật kèo khi không thể giải quyết được ván đấu sớm. Nhưng đây là một tình huống mà Scott đang gặp nguy hiểm. Bật lên cho mình Thuận Nham Thạch, chúng ta lấy trụ hay không đây? Chưa, lính chưa vào trụ để chúng ta lấy trụ được ở trong tình huống thiếu này. Đội bạn vẫn rất trì ở đây. Trong khi đó Khoa đặt ra hạt giống sinh mệnh cản đường về của Licky. Licky buộc phải cần thêm cú hút để có thể về dễ dàng hơn trong tình huống thiếu này. Một cú bắn nữa của Red nhưng nó chưa có nhiều nguy hiểm. Vẫn đang là khó khăn. Vừa rồi là một tình huống mà vị trí giúp cho Khoa có thể cân được 3-4 người của Iarena để ép góc cho 4 thành viên Sài Gòn Phantom đánh vào Baskung. Tuy nhiên thì 4 người đánh vào Skirt cũng là rất mệt, cũng chưa thể xuyên thấu được tanker của đối phương. Và bây giờ khi Baskung cũng lại vừa hoàn thành xong cho mình phù chú trường sinh nữa thì anh ta cũng sẽ có thêm cả khả năng hồi phục nữa. Sát thương của Sài Gòn Phantom là sát thương cấu rỉa và phải cấu được thì mới có khoảng trống để cho những Ryoma hay là cả Quick Knack của Bâng Bâng vào. Nhưng điều đó cũng đang bắt đầu gặp nhiều những sự khó khăn hơn ở trong giai đoạn cuối trận này rồi. Chúng ta bắt đầu gặp nhiều sự khó khăn hơn khi mà lượng sát thương đến từ những cú sấy của Kali là rất tốt. Và cả thêm lăn lông lốc tốc biến đến từ Zip nữa cũng sẽ là rất nguy hiểm. Đây là một tình huống muốn lăn đến từ vị trí của Zip. Họ lăn vào và họ muốn tìm thấy Zero. Zero bị tìm thấy, Zero tốc biến là không quá đẹp. Nhưng Zero lùi về được hay không? Zero không lùi về được rồi. Trong khi đó thì Khoa thì sao? Khoa thì còn là quá trâu. Red outplay được không? Red không outplay được kìa. Mặc dù vậy thì Godzilla cũng đã phải nằm lại. Bâng đẩy lính lên rất cao để cho đội bạn không thể ăn được Seiza. Một đổi hai. Chúng ta vẫn đang có một thế lính là tốt để đối phương không ra được hang Seiza trong tình huống thiếu này. Và với việc đối phương không có thêm cả cho mình người đi chơi đi rừng thì chưa chắc đội bạn đã dám ra ăn Seiza. Đúng là như vậy. Cũng may là tình huống tốc biến đập mặt vào tường của Zero giá nó cũng không đắt lắm, khi mà thế lính cũng đã được bên phía Sài Gòn Phantom kiểm soát là rất tốt. Và sau đó thì thêm một lần nữa Red lại tìm thấy được Godzilla. Godzilla bị đưa lên bảng điểm số lần thứ 5 và không có rừng. Lại lăn kìa, lại lăn kìa, lại lăn kìa. Lợi thế hơn người một cách quá triệt để. Thêm một pha lăn lông lốc nữa của Tao Z với ý đồ là bắt vào những người chơi thiếu cơ động của Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu này. Nhưng Fizz cũng đang rất cố gắng để giữ vị trí một cách xa nhất có thể để khiến cho những tình huống như vậy phần nào đó giảm thiểu đi sự nguy hại của nó. Chúng ta thỉnh thoảng lại tiến đến hang Seiza để lừa đối phương ra hang Seiza, hoặc nếu như đối phương không ra thì chúng ta sẽ ăn nhanh, sẽ chờ đợi một tình huống mất tập trung đến từ Iarena. Nhưng chưa được, đối phương vẫn rất tập trung ở trong những cái tình huống gọi quân ra hang Seiza như vừa rồi.
Và bây giờ thì chúng ta bắt vào Vascung có lẽ là không quá hiệu quả đâu, bởi Vascung vẫn còn rất khỏe, chưa kể đến Thuận Nham Thạch. Khoa thì sao? Khoa cũng rất khỏe, Khoa cũng hoàn toàn ổn để có thể lùi ra được. Một cú chọc rất tốt đến từ vị ở Zero, mất đi lăn lông lốc đến từ vị ở Zip, và đây cũng là một cơ hội nữa để khởi động con Seiza. Nhưng vấn đề của Sài Gòn Phantom là tốc độ ăn Seiza và bạo chúa của họ không thể nhanh được. Với Elsu và Yue thêm một kích nắc nữa thì tốc độ ăn Seiza bạo chúa không phải là quá nhanh, và Zip của Tao Z vẫn đang giữ một quyết tâm ở rất gần đây, họ có thể lăn lông lốc vào được. Nếu như quyết tâm thì đó sẽ là 50-50, và một binh đoàn linh hồn bắt đầu được xấy ra rồi. Vascung cũng đã bắt đầu lộ sai, Sài Gòn Phantom lại phải bỏ một nhịp Seiza, tiếp tục có quay tiếp với lợi thế cấu rỉa đến từ cặp đôi Elsu và Yue mà thôi. Chúng ta vừa có một cú bắn tốt đến từ vị trí của Red, nhưng trận đấu này lại tiếp tục sẽ là một trận đấu dài. Và ở trong một trận đấu dài như thế này thì chất tướng của đội bạn là lợi hơn, nên Sài Gòn Phantom sẽ phải tận dụng kinh nghiệm để có thể thi đấu ở trong trận đấu này, chứ không thể dựa vào chất tướng được nữa. Sài Gòn Phantom sẽ phải sử dụng cho mình cái kinh nghiệm thi đấu đến từ một đội tuyển đang là top 1 của AOG để vượt qua được trận đấu này. Còn đối phương thì thật ra với con Zip như thế này thì chỉ cần một tình huống tấn công mà họ ăn được khoảng 2 điểm hạ gục của chúng ta thôi thì tỷ số hoàn toàn có thể được cân bằng là 1-1. Zero lao vào nhưng ngay lập tức cũng bị bắn rất đau bởi Licky. Fizz thì sao? Cắt trúng vào người của Tao Z, cắt một chút vào người của Licky. Thêm việc Red có mặt ở đây nữa, nhưng bộ đôi Zip cùng với Cafeni ở phía bên kia cũng đang lăn về một góc độ để họ có thể hội quân cùng với các thành viên của E-Arena. Một góc lăn có thể nói là đầy tính toán đến từ Tao Z, khi mà thế lính ở cánh trên này vẫn đang được đẩy cao nghiêng về bên phía của EA thì họ lại một lần nữa an toàn rồi. Họ an toàn rồi, còn chúng ta thì cũng chưa thể tiến đến hang xe ra được, mặc dù biết rằng là đối phương vẫn đang có người phải đẩy lẻ. Nhưng Bâng ngay lập tức sẽ phải xuất hiện ở đường đơn đó để có thể tiếp tục đẩy cao thế lính. Bâng không cho đối phương một cơ hội nào để có thể hội quân được 5 người một cách dễ dàng được ở cả thế đẩy lẻ. Và Skirt luôn luôn sẽ phải có mặt ở đường đơn để có thể đẩy lính. Trong khi đó thì Bâng tìm thấy Godzilla, nhưng Bâng lao vào Godzilla cũng chưa chắc đã là tốt đâu. Đúng là như vậy, khi mà tầm này Godzilla full đồ rồi thì Bâng cũng sẽ có nguy cơ bị outplay bởi người chơi đi rừng ở phía bên kia. Khi mà chúng ta thấy rằng là về kỹ năng tay thì cũng không thể coi thường Godzilla được, một tuyển thủ trẻ và chắc chắn là kỹ năng của anh ta cũng rất tốt, chỉ có kinh nghiệm là còn cần phải tích lũy thêm ở trên những giải đấu quốc tế như thế này mà thôi. Licky cùng với Tao Z thì vẫn đang chấn giữ những cái bụi ở gần hang xây ra bạo chúa, và khi mà đội hình của E-Arena bắt đầu dâng cao lên được một chút rồi thì có nghĩa là họ cũng đang bắt đầu tự tin hơn với ngưỡng sức mạnh đội hình của mình một chút so với giai đoạn trước đó. Một trận đấu được rượt tay thực sự đến từ Sài Gòn Phantom khi mà đối phương đánh rất căng. Mặc dù đây đã là trận đấu cuối cùng của E-Arena khi chưa có được một trận thắng nào, nhưng E-Arena vẫn đang đánh cực kỳ là quyết tâm. Licky bị tìm thấy, có một cú hút đến từ Tao Z. Tao Z lăn về đâu đây? Tao Z lăn về được, góc lăn vẫn là khá đẹp. Tao Z lăn 3 nhịp và cân bia là đẹp đến từ video Tao Z, nhưng anh ta mất đi tốc biến mất rồi. Chúng ta vẫn chưa thể hạ gục được Tao Z, cũng như là Licky cú bắn tốt đến từ video Red nhưng là chưa thành công. Godzilla bọc sau, đội bạn muốn phản công ngay trong tình huống điều này khi đội bạn có đến 2 người đang bọc sau. Chúng ta mất đi tốc biến đến từ Zero nhưng đang lùi về một góc khá an toàn đến từ Sài Gòn Phantom. Lấy đi thấp máu đến từ Vascung, tiếp tục du Vascung về đến từ vị trí của Khoa, nhưng Vascung bật ra cho mình Thuận Nham Thạch. Và như thế là hết. Và chúng ta đang thấy được độ thiếu sát thương của những bóng ma xài thành. Tầm này quick nắp của Bâng khả năng phải đi kiểm soát là cao. Khi mà nhìn một cú hiểm họa không trung lao vào bộ đôi Zip cùng với Cafeni như vậy thì tôi có thể thấy rằng là ở thời điểm này Bâng rất khó để xuyên qua bất kỳ một ai, và thậm chí là hạt giống sinh mệnh của Khoa cũng đang gặp phải những sự nguy hại rồi. Mất đi Bâng cho mình đó là giáp bộ mệnh, Bâng cũng mất giáp bộ mệnh luôn. Tỉnh lại, Bâng có thể lùi về được hay không đây? Đổi sang cầu băng xương, sau đó lùi đi, phải đổi sang cả liềm và thoát về được đến từ người đi rừng của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Sau đó thì có một quả cầu băng xương nữa được sử dụng đến từ E-Arena. Trong một tình huống lao lên cao thì Godzilla cũng đã phải kích hoạt quả cầu băng xương của mình. Bâng đã đổi giày để có thể ra nhanh được hang xe ra. Bâng tin rằng đối phương sẽ ăn xe ra trong tình huống thiếu này, và ra rất nhanh đến từ Bâng, nhưng đối phương quyết định là lùi về. Chúng ta có thể thấy được rằng là Bâng cũng đang rất khổ, phải sử dụng kỹ năng cực cao thì mới có thể thoát được ở trong pha thi đấu vừa rồi. Khi mà một pha giao tranh gắt thì Bâng vẫn cố gắng để đổi được cái băng xương, sau đó là liềm đoạt mệnh, để qua đó thì thoát về được ở trong tình huống thi đấu ngặt nghèo vừa rồi, với một viễn cảnh là phải lên thay đam cho Khoa khi mà Khoa cũng mất đi giáp hộ mệnh rồi. Khoa cũng đã mất đi giáp hộ mệnh nên nhớ là như vậy, chúng ta mất đi hai cái giáp hộ mệnh trong tình huống thi đấu vừa rồi, thậm chí Bâng còn chưa có liềm cơ. Thế nên đây là một pha thi đấu rất là nguy hiểm. Đội bạn quyết định là bỏ con Seiza, và như vậy là chúng ta đã vượt qua được cái giai đoạn này. Đến lượt E-Arena là đội tuyển chủ động tấn công vào Seiza, điều đó cho thấy rằng E-Arena đang rất tự tin, họ đang có rất nhiều đồ chơi với những cái giáp hộ mệnh Zero. Và họ muốn mở giao tranh ơi, một tình huống lao, và lại là Zero bị bắt lại với pha bị ất tung lên. Lần này Zero cũng không thể thoát về được nữa, và đó là ultimate điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp dành cho Licky. Một lần nữa thì Zero lại có một pha xử lý sai về mặt kỹ năng của mình khi anh ta lướt không qua được bên kia bờ tường với lần lướt thứ hai của mình. Thần anh vách biến là hơi fail ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Bây giờ thì đội bạn lợi người, họ sẽ bình tĩnh giải quyết đi tên lính đang được đẩy cao cái đã, rồi sau đó thì họ sẽ tiến ra hang xe ra. Còn 34 giây nữa thì Zero mới xuất hiện, và chắc chắn là đội bạn sẽ cố gắng để khởi động được con xe ra này khi chúng ta còn chưa có cả giáp hộ mệnh.
lẫn cả Zero ở trên người. Và đây là cú lăn vào, ví dụ Fit không có cơ hội nào gì cho Fit cả. Lần này thì Fit bốc hơi mất rồi. Và với việc Fit phải nằm lại trong tình huống như thế này, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhường cho đội bạn con Seja. Bâng sẽ đóng vai trò đẩy lẻ, và bây giờ thì liệu có thể hy vọng vào việc Bâng sẽ tỏa sáng hay không đây? Hãy cùng chờ đợi xem là Bâng sẽ xử lý như thế nào trong tình huống thi đấu này. Đẩy lính xong rồi, có lẽ là Bâng sẽ quyết định quay trở về hang Seja Bạo Chúa. Một binh đoàn linh hồn đã được xấy ra đến từ Iarena. Và Khoa lao vào, Khoa vẫn đang là niềm hy vọng của sàn Phantom khi mà Khoa cũng là khá khỏe với Ibanez ở trong bán thi đấu này. Dựng lên hạt giống sinh mệnh, Cavani bắn cũng đang là khá bỏ tay. Một viên chỉ kích tốt đến từ vị trí của Red. Khoa lùi về được hay không đây? Khoa không lùi về được rồi. Sát thương của Siêu cũng đã được cường hóa rất nhiều ở trong giai đoạn late game này, và Godzilla đang trở nên lợi hại hơn. Bâng thì liên tục chỉ có thể đi ở cánh đối diện với hang Seja mà thôi, khi mà chất tướng Quick Knack của Bâng ở thời điểm hiện tại thì quả thật là nó đang hơi phế theo thời gian rồi. Trong khi đó thì đội bạn vừa rồi vẫn đủ sát tướng để hạ được Khoa. Trong khi đó thì cú bắn của Red, hai cú bắn đầu là rất chính xác, nhưng đến cú bắn cuối cùng, cú bắn quyết định thì chúng ta không thành công. Bâng sẽ ra đây, Bâng biết rằng mất con Seja này có lẽ sẽ mất luôn trận đấu. Và Bâng đây rồi, Bâng đây rồi, Bâng đang cướp được con Seja, cướp luôn cả ba của Godzilla. Chuyển thủ thành bại, chỉ cần một cú trừng trị của Lai Bâng mà thôi. Vẫn là Lai Bâng, vẫn là khi mà Sài Gòn Phantom khó nhất thì họ lại có một người đội trưởng mẫu mực mang tên là Lai Bâng. Đó là thời điểm mà Sài Gòn Phantom thiếu người, và nếu như con Seja Bạo Chúa đó thuộc về Iarena thì hoàn toàn có nguy cơ là thế trận đảo chiều, và Iarena có cơ hội để quân bình tỷ số 1-1. Nhưng với pha băng vào đầy quả cảm và cướp đi cả Seja Bạo Chúa lẫn người đi rừng Godzilla thì cơ hội giành chiến thắng lại quay trở về với những bóng ma sai thành. Rất cay, rất cay dành cho Iarena, rất cay rồi. Mất đi con Seja vừa rồi thực sự là quá cay đắng và quá đau đớn rồi đến từ Iarena. Bây giờ thì họ sẽ phải thủ nhà. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào đường giữa của đối phương, và nếu như không thể lấy được cả trận đấu này thì lấy đi ba đường siêu cấp tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn ổn. Chưa cần phải đánh ngay vào nhà chính của đối phương, nhưng nếu như con Seja này tiến vào nhà chính của đối phương một cách thuận lợi thì đánh thẳng vào nhà chính là đối phương cũng được, còn nếu không thì lên để tanh trụ lấy đường lính siêu cấp cuối cùng của đối phương cũng là hoàn toàn ổn. Sài Gòn Phantom đang muốn ôn in với con Seja Bạo Chúa này. Đã có bóng khá tốt đến từ Elsu và Nhuế trước đó rồi. Khoa cũng đang có một tình huống làm tiền đề đẹp. Licky không được chơi trong các thi đấu này. Tao Z đã sử dụng xong khí thôn, đang tìm góc lăn lâu lóc ra, nhưng anh ta cũng đang bị lưỡng lự. Bâng băng vào mất đi giáp bộ mệnh, nhưng vẫn còn đồ chơi đến từ người đội trưởng của đội tuyển Sài Gòn Phantom, đổi băng xương. Bass cũng đấm được cái giáp bộ mệnh đến từ vị trí của Red. Giao tranh vẫn đang là khá hỗn loạn. Seja Bạo Chúa cũng đang được giải quyết một cách từ từ bởi các thành viên bên phía của Iarena, và họ lấy được cả Zero lẫn Bâng rồi. Không còn cơ hội thắng luôn dành cho đội tuyển Sài Gòn Phantom, và cũng chưa lấy được ba đường. Thật đáng tiếc, bởi vì tình huống thi đấu vừa rồi tôi muốn Sài Gòn Phantom sẽ lên tanh trụ đường trên và lấy nốt cái trụ đường trên hơn là việc lao vào nhà chính của đối phương, bởi vì đối phương có Kali. Nếu như đối phương không có Kali thì việc mà chúng ta đánh thẳng vào nhà chính đối phương sẽ là rất dễ, nhưng với một con bài thủ nhà tốt đến như vậy thì có lẽ là cần phải cẩn thận hơn. Bây giờ thì đội bạn sẽ ôn mít luôn, đội bạn muốn ôn luôn để có thể lấy được đường lính siêu cấp của chúng ta, và sau đó là bách đo luôn ở trong tình huống yếu này. Dạo gần đây thì giai đoạn late game những người chơi Skirt đang rất ưa chuộng cái món trang bị là thập tự kiếm này. Tôi cũng đang chưa hiểu là có thêm một chút tốc độ đánh dành cho Skirt thì nó sẽ mạnh hơn ở điểm gì. Tuy nhiên thì đó là sự lựa chọn của rất nhiều tuyển thủ, và chúng ta có thể học hỏi sự lựa chọn đó ở trong trận rank của mình. Còn đây Khoa là pha ép trụ đến từ Iarena, lăn lính vào ở khu đường giữa, nhưng đó là quyết định có vẻ như là hơi vội vàng đến từ bên phía của Iarena mất rồi. Khoa đã có một tình huống co quay phải nói là tuyệt vời để tạo tiền đề cho Fiskat. Fiskat gần như là tan tác đội hình tuyến sau của Iarena. Zero chọc được Godzilla khi mà người đi rừng này quá non. Trong khi đó thì giáp bộ bệnh cũng đã bay bầu đến từ vị trí của Tao Z rồi, lăn lông lốc lần này là bỏ chạy, nhưng Baskung lại có double kill tài, và cuối cùng thì anh ta cũng bị shut down. Sài Gòn Phantom còn 3 người, họ vô được vị trí của Kali, đó là một thông tin rất quan trọng. Bây giờ còn bộ đôi là Zip cùng với Cavani. Bâng đang đuổi tiến lên, Zero cũng đang tiến lên, thế lính ủng hộ Sài Gòn Phantom ở đường dưới, và đây có thể sẽ là tình huống kết thúc trận thi đấu này. Nếu như không kết thúc được thì lấy nốt cái đường lính siêu cấp thứ 3 của đội bạn đi. Chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn cả hai phương án. Lính đường giữa đang đẩy lên, và Sài Gòn Phantom vẫn sẽ có lính để đánh vào nhà chính của đối phương. Zero thấp máu nhưng Zero bật lên cho mình Thuận Nham Thạch. Đội bạn lao ra để cản phá, nhưng có vẻ như là Cavani sẽ phải nằm lại. Cavani mất rồi thì hết rồi đội bạn ơi, và tiếp tục là một trận thắng dành cho Sài Gòn Phantom với một pha cướp sẽ ra ngoạn mục của Lai Bâng. Thêm một lần nữa thì Bâng đã chứng tỏ được vai trò của mình trong đội hình của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Một ván thi đấu cực kỳ vất vả của Sài Gòn Phantom, và ván thi đấu này thì có lẽ nó cũng đại diện luôn cho hình ảnh của những bóng ma Sài Thành tại vòng bảng của APL 2023. Họ vẫn đi tiếp, họ vẫn chiến thắng thôi, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều những nỗ lực, nó đòi hỏi rất nhiều lần tỏa sáng của Lai Bâng. Và về mặt thế trận chung thì rõ ràng là Sài Gòn Phantom sẽ còn nhiều điều cần phải cải thiện nếu muốn đi sâu và đi xa tại APL 2023 trên đất Thái Lan. Và đó là một tình huống thi đấu ở sau cùng thì cũng là một tình huống tỏa sáng rất tốt đến từ vị trí của SGP Khoa. Một người chơi trợ thủ cầm cho mình một con bài Ibanez lao ra cân nằm. Và phải nói rằng là sát thương của đối phương để xuyên qua được Ibanez nó là không đủ.
Một mình Khoa cân giữa 5 thành viên của đối phương. Đối phương chả làm được gì Khoa cả, không làm được nổi một cái gì với Khoa cả. Và qua đó thì chúng ta có quá nhiều thời gian và quá nhiều khoảng trống để xử lý được một vài thành viên của đối phương. Đầu tiên là Godzilla, và sau đó thì là những Baskung cũng đã lần lượt phải nằm lại cùng với lại cả người chơi đường giữa Kali Gabriel. Đúng là một ván thi đấu phải nói là chảy ra chóc vẩy đến từ những bóng ma Sài Thành. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được điều mình cần, đó là chiến thắng cuối cùng ở trong giai đoạn vòng bảng. Qua đó thì sàn Phantom sẽ có được 4 điểm với 4 chiến thắng. Họ để thua 2 trận trước Hồng Kông A-Team và V-Gaming. Còn lại thì thắng hết các đối thủ còn lại ở bảng A. Và chiến thắng cuối cùng là chiến thắng trước E-Arena. Qua đó thì E-Arena cũng đã phải chấp nhận một thực tế rằng họ sẽ phải ra về từ vòng bảng với 6 trận thua mà không có được cho mình bất kỳ một điểm số nào. Xin chúc mừng Zero, Bung, Fizz, Red và Khoa. Mặc dù họ vẫn sẽ còn nhiều điều cần phải cải thiện ở trong những vòng thi đấu tiếp theo, nhưng rõ ràng là việc vượt qua vòng bảng thì họ sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể làm được điều này. Với Sài Gòn Phantom thì bây giờ đang làm thế nào để qua được cái giai đoạn giữa trận mà chúng ta kiểu gì cũng sẽ hơi lủng ở giai đoạn giữa trận. Zero là MVP của ván thi đấu này. KDA không phải là quá đẹp 5-5-8, nhưng Zero cũng đã có một trận đấu đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung của đội toàn đội. Khi cầm cho mình con bài Ryoma thì Zero vẫn đứng cao được, và mặc dù vẫn có một vài pha xử lý lỗi, nhưng nhìn chung thì trận đấu này Ryoma cũng đánh lăn xả và hoàn toàn có thể tanh đam rất tốt dành cho đồng đội của mình. Đang nói về vấn đề đó là với Sài Gòn Phantom thì có lẽ đó là những cái tình huống thi đấu giữa trận. Họ thường xuyên bị mất đi cái thế chủ động ở trong đoạn giữa trận mà không thể ép được quá sâu vào phần đường của đối phương, hoặc là có được những cái lợi thế nó cụ thể hẳn như là ba đường siêu cấp chẳng hạn. Còn với bên phía của đại diện còn lại của khu vực AOC Việt Nam, đó là V-Gaming, thì có lẽ là tôi lại cũng đang cần là Quang Hải cũng chính xác hơn ở trong những tình huống trừng trị như là Bung đã có thể làm được. Bởi vì trong giai đoạn gần đây thì Quang Hải cũng đã xuất hiện những cái tình huống trừng trị trượt và nó làm tôi hơi ám ảnh ở trong quá khứ. Trong khi đó thì Bung với những tình huống trừng trị như thế này sẽ đóng vai trò rất quan trọng, và ở trong Corsair thì thật sự nó chỉ là liên quan đến cái việc là bạn trừng trị được hay không trừng trị được mà thôi. Bởi vì nếu như mà bạn trừng trị được Corsair và bạn lấy được đi lợi thế từ trong hang Corsair thì mọi thứ gần như là vô ích dành cho những cái nỗ lực của đội bạn. Đúng là như vậy, bởi vì những người khởi động xe ra bạo chúa thì đã vừa bị giảm giáp, vừa bị xe ra đánh mất máu rồi, và bây giờ bị cướp đi con xe ra bạo chúa đó nữa thì đối phương lại cộng thêm một lớp giáp ảo rất to. Và như vậy thì giao tranh trong hang xe ra chúng ta cũng đã thấy trong tình huống mà Bung cướp được xe ra bạo chúa thì còn cướp được luôn cả người đi rừng Godzilla nữa. Phải nói là ván đấu này Godzilla đánh cũng hơi non với vị tướng Zill này. Đương nhiên là anh ta cũng bị đánh vào rất nhiều ở trong giai đoạn đầu, những cái giai đoạn phun đồ rồi thì anh ta cũng thường xuyên lao lên những cái tình huống nó cũng tương đối là vô thưởng vô phạt, và anh ta tự đưa cái vị trí của mình vào trong tầm với của thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Ván thi đấu này thì Khoa cũng đã có những tình huống mà căn ke nó chưa chuẩn lắm để sử dụng combo của mình. Nhưng trong tình huống then chốt nhất thì Khoa lại cực hay khi có thể một mình cân được hết toàn bộ đội hình của E-Arena để làm tiền đề cho Fizz Cut, làm tiền đề cho pha giao tranh then chốt và làm tiền đề cho chiến thắng của Sài Gòn Phantom. Thực ra thì cái tình huống mà đáng gọi là fail nhất đến từ vị của Khoa, tôi nghĩ rằng nó vẫn là chỉ cái tình huống đánh ở đường trên thôi. Còn lại thì hầu hết những cái tình huống tanh đam của Khoa đây, những cái tình huống vỗ của Khoa nó đều mang lại những cái áp lực và nó khủng khiếp cho những đội bạn. Khoa vẫn là một người chơi tích được rất là nhiều nội tại cây đổ. Anh ta có thể cây đổ nhiều lần ở trong một pha giao tranh như thế này chẳng hạn, cây đổ liên tục vào người của đối phương và khiến cho đối phương gặp quá nhiều khó khăn ở trong giao tranh. Còn với Sài Gòn Phantom, với đặc biệt cá nhân của Lai Bung, thì có lẽ là Bung bây giờ vẫn đang trải qua những cái ngày tháng gọi là tươi đẹp nhất về mặt kỹ năng. Mặc dù đội tuyển của Bung thì vẫn đang gặp phải những khó khăn, nhưng thực sự thì khi mà Bung đã lên tiếng thì gần như Sài Gòn Phantom sẽ nắm được tiên cơ. Và những cái tình huống của Bung lên tiếng nó không phải là hiếm hoi, nó là liên tục thông qua những ngày thi đấu vừa qua. Đúng là đã liên tục tỏa sáng để có thể giúp cho Sài Gòn Phantom có được một tấm vé đi tiếp vào vòng trong của bảng A tử thần. Mặc dù vậy thì Sài Gòn Phantom có lẽ là cũng phải chấp nhận họ cũng sẽ không thể ở trong hai vị trí dẫn đầu, mà có thể sẽ gặp phải những đối thủ khó khăn ở trong vòng đấu sắp tới. Chúng ta ở trong trận thi đấu này thì thi đấu nếu như mà nói về mặt kỹ năng thì không có thành viên nào thi đấu về mặt kỹ năng tệ quá cả. Kể cả là Red hay Fit thì ở trong trận đấu này vẫn có những cái cú cắt hay những cú bắn rất là hay. Tuy nhiên thì đáng tiếc đó là chúng ta vẫn chưa thể kết thúc được trận đấu sớm với một cái thế trận được ưu khoảng 3-4.000 tiền, hoặc thậm chí là có những lúc là tốt hơn nữa. Thì vẫn hy vọng rằng Sài Gòn Tôm có thể ép được trận đấu đến hết game một cách sớm hơn, hoặc ít nhất là khiến cho đối phương rơi vào một thế không cửa bật, và chúng ta xem nhau lại một tình huống thi đấu mà cú dồn đam của Bung là không điểm chết. Và hơn thế nữa thì đội bạn có lẽ là cũng hơi chủ quan, bởi vì tình huống thi đấu vừa rồi nó cũng chỉ là tình huống 4-4 thôi, mà đội bạn dù có lợi thế một chút về người, những người đó đang đép lính, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tự tin vào một tình huống cướp xe ra của Bung. Và để chúng ta làm được điều đó thì phải có những cái tình huống câu kéo tốt đến từ vị trí của Khoa,
để chờ đợi được đồng đội ra là một. Cái thứ hai nữa là phải có những cái tình huống đẩy lẻ tốt của Bâng thì chúng ta mới có lợi thế được nhiều ở trong những cái tình huống mà giao tranh tổng như vậy. Đúng là như vậy. Còn đây là pha thi đấu mà chúng ta thấy vai trò của Khoa là cực lớn khi mà Khoa đã ép góc được vào Licky. Nếu như để Licky sổng thì cái trụ đường giữa này có lẽ là xong rồi, và với con Zip thì đau có lẽ chưa? Là đội bạn cũng sẽ đau có nhiều chưa? Điều để làm. Nhưng một mình Khoa đã ngăn cản hoàn toàn ý đồ của E-Arena cái và khiến cho bộ ba tuyến sau của E-Arena, thậm chí là trước giao tranh họ cũng đã rất yếu rồi, và một mình Khoa làm được tất cả những điều đó để tạo ra tiền đề cho những người đồng đội khép lại ván thi đấu. Phải nói rằng là trong những cái tình huống thi đấu như vậy thì gần như rằng là đội bạn phải nói là quá cay đi. Một pha thi đấu mà ép lính lên để có thể ôn mít được trong bối cảnh đối phương thiếu người mà bị một mình con Ibanez nó cản lại như vậy thì đúng là quá cay rồi. Trong cái tình huống thi đấu cuối cùng này thì tôi nghĩ rằng là hơi vội vàng đến từ quyết định của Tao Z. Có lẽ tình huống đó Tao Z nên chờ đợi cho Licky phải có được cho mình một lượng máu đủ đầy hơn là một. Và cái thứ hai nữa là cũng cần phải chờ đợi cho tơ lính nó phải bắt đầu xuất hiện thì lúc đấy Tao Z mới hành động thì nó sẽ hay hơn. Bởi vì trong cái tình huống thi đấu đó để Tao Z có thể giúp cho Licky cân ba thì nó sẽ phải là một cái pha thi đấu rất hay. Các bạn khán giả thì cũng có dành một vài lời chê dành cho Fit, nhưng hãy nhìn về lượng sát thương mà Fit gây ra trước Kali của đối phương để có một cái nhìn công tâm dành cho Fit ở trong trận thi đấu này. Đó là một lượng sát thương lên đến hơn 400.000 mà Fizz tạo ra trong khoảng 28 phút của game thi đấu thứ hai của trận đấu này. Thông số này cũng sẽ giúp cho thông số tổng về mặt lượng sát thương trung bình của Fizz tăng lên rất nhiều sau trận thắng trước đội tuyển E-Arena. Và hãy nhìn vào Ibanez của Khoa để thấy lý do vì sao mà vị tướng này lại đang hot đến như vậy ở APL 2023. 155.000 sát thương và chống chịu đến gần 300.000 sát thương khi chơi ở vị trí trợ thủ. Một lượng sát thương lớn gấp 5 lần so với vị trí của Zip, chống chịu là cũng to hơn chống chịu của Zip luôn. Đương nhiên thì Zip sẽ có cái lợi hại về việc bảo kê xạ thủ cũng như là những tình huống lăn lông lốc, tốc biến đầy đột biến cũng như là khả năng điều lính ở những tình huống backdoor. Nhưng Ibanez quả thật đang là một vị trợ thủ trực diện mạnh hàng đầu tại meta lần này với cả lượng sát thương tạo ra cũng như là khả năng cò quay quả thật là đột biến. Còn với Fit thì tôi có lẽ là xin các bạn hãy nhìn lại ngay trận thi đấu trước trận thi đấu này, trận đấu của anh chàng người chơi đường giữa mới của đội tuyển, đó là đội tuyển One Team. Thì các bạn sẽ thấy ngay được rằng là ở trong trận đấu đó thì người chơi đường giữa của đội tuyển One Team đánh 31 phút chỉ tạo ra được đâu đó tầm 336.000 sát thương, mà trận thi đấu này Fit với khoảng thời gian thi đấu ngắn hơn rất nhiều với 28 phút thôi thì Fit đã tạo ra một lượng sát thương lớn hơn rất nhiều so với người chơi đường giữa Lê Đùa của đội tuyển One Team rồi. Nó cho thấy được cái khả năng gây sát thương khủng khiếp của Fit. Rồi sau đó Fit lại còn đổi đồ để lên đồ trợ thủ, đồ giải để giúp đỡ cho Khoa, đỡ đần cho Khoa trong bối cảnh mà Khoa mất đi đồ giải rồi. Nó cho thấy rằng là Fit đóng góp cực kỳ nhiều ở trong lối chơi chung của toàn đội, và Fit thì cũng không cần cái dây chuyền lục bảo giống như cái cách mà Lê Đùa phải lên, mà anh ta đóng thẳng quyển sách thánh vào. Cùng với đó thì anh ta cần máu hơn để ở lại trong giao tranh, bởi vì Kali cứ sấy liên tục vào người của anh ta và anh ta lên thêm cho mình một cái quyền triệu Rea để hồi phục lại lượng máu đã mất khi mà Gabriel cấu vào người của anh ta. Và nhìn vào bảng đồ chúng ta cũng thấy rằng là cái thủy triều mở trói được lên từ cả hai người chơi đường giữa thay cái giày ở trong giai đoạn late game thì các đội tuyển thường là lựa chọn như vậy, bởi vì chúng ta thấy là những chất tướng support bây giờ là những chất tướng lao lên khá nhiều. Mid thì lại đứng cạnh AD nhiều hơn nên việc để cho mid cầm cái thủy triều mở trói để giải trói dành cho xạ thủ cũng là một điều vô cùng hợp lý. Thay cái giày thì giữ vị trí tốt một tí, đi cạnh AD một chút thì điều đó cũng sẽ phần nào hạn chế đi khả năng bị bắt lại bởi những con bài bọc tuyến sau của đối thủ. Chúng ta hãy nhìn vào bảng xếp hạng của bảng A. Ở bảng A thì sẽ chỉ còn lại duy nhất một trận đấu diễn ra vào khung giờ 18 giờ ngày hôm nay nữa mà thôi. Và đó vẫn sẽ là một trận đấu rất có ý nghĩa giữa Flashwap và Buram United Esports để tìm ra được tấm vé cuối cùng của bảng A đến với vòng playoff. Còn 3 tấm vé trước đó thì đã thuộc về VGaming, Hồng Kông A-Team và Sài Gòn Phantom rồi. Và như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc đi diễn biến thi đấu của cả hai đại diện của Việt Nam AOG ở bảng A. Bây giờ chỉ còn một đại diện nữa của Việt Nam AOG sẽ phải thi đấu, đó là Heavy. Tuy nhiên thì trận đấu đó cũng mang tính chất là giao hữu với lại cả Bacon Time là nhiều thôi, chứ còn Heavy bây giờ hết cái cơ hội để đi tiếp rồi, sẽ là cơ hội để cọ sát với một đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất thế giới thôi. Chứ còn với Heavy thì lúc này thì có lẽ cũng sẽ là lời chào tạm biệt cuối cùng của Heavy trước đại diện mạnh nhất của thế giới lúc này, và đó là Bacon Time. Và khi mà Bacon Time phô diễn sức mạnh thì chỉ mong rằng Heavy có thể trụ được ở trong trận đấu với những pha thi đấu gọi là đẹp mắt thôi thì cũng đã là tốt rồi.
Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai đại diện, hai lá cờ của Liên Quân Mobile Việt Nam của AOG tiếp tục chinh chiến trong vòng 8 đội tuyển mạnh nhất của APL 2023. Đó sẽ là hai đội tuyển VGaming và Sài Gòn Phantom. Một đội tuyển thì đã chắc chắn với vị trí đầu bảng A và cũng sẽ có cơ hội để có thể thi đấu ở những nhánh đấu dễ thở ở trong vòng playoff sắp tới. Còn Sài Gòn Phantom thì họ chắc chắn là không còn cơ hội để có thể lọt vào hai vị trí dẫn đầu nữa rồi. Nên họ cũng sẽ cần phải xác định tinh thần là có thể gặp những đối cứng, đối căng ngay ở trong những trận thi đấu đầu tiên của vòng playoff. Và điều đó thì cũng sẽ đòi hỏi Sài Gòn Phantom cần phải có một phong độ thuyết phục hơn nữa so với những gì mà họ đã thể hiện ở trong giai đoạn vòng bảng. Trong hai trận thi đấu gần nhất, Bưng đã có hai pha highlight để đem về điểm số trực tiếp. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phong độ thi đấu thực sự là chói sáng đến từ vị trí của người chơi đường rừng của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Tuy nhiên thì những vị trí còn lại cũng sẽ cần phải cố gắng, và quan trọng hơn nhất là hoàn thiện được cái yếu tố chiến thuật để đem lại được một cái sức sống thực sự mãnh liệt đến từ Sài Gòn Phantom. Chứ nếu như chỉ dựa vào những pha tỏa sáng thì đến một thời điểm nào đó Bưng sẽ không tỏa sáng được nữa. Bởi vì thật sự thì khi đã vào được vào top 8 rồi thì tất cả các đại diện đều có kỹ năng thi đấu rất là cao, và họ không dễ dàng để mất đi những cái mục tiêu như vậy một cách liên tục đâu. Họ sẽ có ván nọ ván kia, nhưng về cơ bản sẽ cố gắng để giữ lại những cái lợi thế khi mà họ đã có được những cái lợi thế như vậy. Chúng ta mất người liên tục ở trước khi pha giao tranh mà Bưng ăn được con xe dao đó thì chúng ta mất người liên tục. Và thật may là trong đội hình của chúng ta còn có một Ibanez đủ khỏe để có thể chống chịu được ở trong những pha giao tranh như vậy. Chứ nếu không thì đội bạn cũng đã ăn xe dao từ rất nhanh rồi, thậm chí Bưng còn chưa kịp có mặt thì đội bạn đã có xe dao rồi mất. Đúng là như vậy, và điều đó sẽ đòi hỏi bên phía Sài Gòn Phantom cần phải cải thiện thêm về mặt chiến thuật cấm chọn cũng như là cả về di chuyển tại APL 2023 lần này. Và hy vọng họ sẽ làm điều đó tốt nhất để cho hai đại diện mạnh mẽ nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam có thể đi thật sâu trên đất Thái Lan trong kỳ APL 2023, dù cho những đối thủ ở phía trước cũng là những đối thủ nặng ký và cũng sẽ là đầy khó nhằn. Nhưng chúng ta vẫn sẽ có được sự tự tin nhất định của riêng mình. Và muốn biết về lịch thi đấu của hai đội tuyển thì các bạn có thể xem buổi lễ bốc thăm vào buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là phỏng vấn của Sài Gòn Phantom. จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเกมคู่ที่2ของวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องยินดีด้วยนะคะกับ SGP ค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0นะคะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งจริงๆค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพวกเขาแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้แนะนำตัวตั้งแต่ล่ามมาเลยค่ะสวัสดีครับผมพอตเตอร์นะครับเป็นล่ามครับฟิชที่เห็นบางทางนี้xin chào mọi người mình tên là Fish của đội tuyển SGP สวัสดีครับผมฟิชครับมาจาก SGPก่อนอื่นก็ต้องยินดีด้วยนะคะวันนี้ฟอร์มการเล่นดุดันมากๆเลยค่ะชุดเมืองแบงค์เนี่ยวันนี้แดงก็บอกว่าเราเจอรักลาไฮขอบคุณขอบคุณมากครับโอเคค่ะด้วยความว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายในรอบเก็บคะแนนแล้วอยากจะสอบถามว่ามีความรู้สึกยังไงกับฟอร์มการเล่นของทีมในซีซั่นนี้คะในการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้วันนี้ก็เลยจิ้งทั้งกุ้งกุ้งหัว SCP tại vòng này rồi thìBạn nghĩ rằng là hiện tại team mình đang có màn trình diễn như thế nào? Em thấy team em đang có phong độ không được tốt với lại em. ผมรู้สึกว่าทีมผมยังทำไม่ดีขนาดนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ดีเหมือนกันครับแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้ในเกมนี้นะคะเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยโดยสถิติแล้วในรอบเก็บคะแนนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้4ครั้งแต่ก็มีแพ้ไป2ครั้งเหมือนกันมีเกมไหนไหมคะที่เฟซรู้สึกเสียดายเป็นพิเศษจนถึงเดี๋ยวนี้ตายที่มันได้ทั้งได้4 trận và thua 2 trận vậy bạn có tiếc nuối nào về trận nào nhất em nghĩ là trận đầu tiên đánh với HKA tụi em đã bị lật kèo và thua trận đó ก็น่าจะต้องเป็นแมตช์แรกที่สู้กับ HKA ครับก็มีบางอย่างผิดพลาดกันไปครับก็เลยแพ้รู้สึกเสียดายในเกมนั้นนั่นเองนะคะด้วยความว่าฟิชเนี่ยเป็นมิดเลนเป็นเมดเลนกลางนั่นเองอยากจะเจอเมดคนไหนเป็นพิเศษไหมคะใน8ทีมที่กำลังจะเข้ารอบไปนี้hiện tại mình đang đối đầu với mình đang muốn đối đầu với người đi đường giữa nào nhất em nghĩ là mình muốn được vô trong thì mình phải đối đầu với tất cả những người đi mid ผมคิดว่าถ้าอยากจะเข้ารอบก็ต้องเจอทุกคนเลยครับโอ้ได้หมดเลยชนเลนได้หมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่ดีนะก็คือใครก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวในคู่ที่4วันนี้จะมีผลการแข่งขันที่แบบว่าน่าลุ้นอีก1คู่นะคะด้วยความว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตกับแฟตบุ๊กจะต้องเจอกันอยากให้ฟิชช่วยแบ
วิเคราะห์หรือคิดหน่อยว่าใครที่จะเข้ารอบคะhôm nay trận cuối cùng sẽ là trận giữa Facebook và Buriram. Vậy bạn nghĩ đội nào sẽ lọt được vào vòng trong? Em nghĩ là Facebook, tại vì Facebook chỉ cần thắng và lose một game là có thể vào. ผมคิดว่าต้องเป็น Facebook แล้วครับเพราะว่า Facebook ตานะชนะตาเดียวก็เข้ารอบแล้วครับฟอร์มการเล่นดุดันนะคะแล้วก็อยากให้ Facebook เข้ารอบด้วยใช่โอเคค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะมันก็หยิบมุ้งน้อยไปฟังคำบอกของมันให้ครับCảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ đội tuyển của mình. Đội mình sẽ cố gắng ở vòng sau để không làm mọi người thất vọng. Khóc khôn thúc khôn thì sản phẩm sản phẩm và tìm tàn thêm phổng mà tà lọt khắp. Thêm phổng sẽ phải giải giam hay đi thi sụt khắp. Thôi thì chắc khâu lọp khắp. Nà rắc mạc lời nà khá. Khó nít nưng đây mấy khá. Chuyên sọn phá xá Việt Nam hay gặp khôn thay nổi đây mấy khá.Sắc nửng bleo, sắc nửng không cái đấy. Mình hãy dạy người Thái một câu tiếng Việt được không? Bạn xinh quá. Bạn xinh quá. Bạn, yeah. Bạn xinh quá. Yeah. Bạn xinh quá, แปลว่าคุณสวยมากครับคุณน่ารักมาก Bạn xinh quá นะคะ cảm ơn. อ๋อชมชมเราหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคค่ะก็แบ่งเซินวานะคะเอาไว้ชมสาวๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะจากฟิชนะคะจาก STP นั่นวันนี้ก็ต้องยินดีกับเขาด้วยที่เก็บแต้มสำคัญไปได้นะคะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคค่ะโดยการแข่งขันในรอบต่อไปนะคะจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมเดวานะคะจากลีก ASL ค่ะเจอกับทีมไทยอย่างบาเลนเซีย CF Esport นะคะใครที่จะเก็บแต้มสำคัญนี้ไปได้ก็ต้องรอติดตามกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าใจสักครู่แล้วกลับมาเจอกันในเกมคู่ที่3ค่ะ